Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục vào chương trình video thì hôm nay rất nhiều những cái mã hàng mới bên em, hàng vừa về xong nhá. Ấy, hàng vừa cái bến xong này. À, hộp bút màu trẻ em này, rồi là có cái bộ khay nhựa rất là đẹp luôn, cực kỳ chất lượng này. Nay có về một cái lô phích cắm gập có nhá, rất là chất lượng. Rồi là có một cái mã hàng rất là mới, đó là cái máy hút bụi ga giường nhá. Rất nhiều bác hỏi bên em cái máy hút bụi ga giường để về các bác hút nệm ga giường, ghế sofa đứa rất tiện dụng này. Đó, cực kỳ nhiều mã hàng mới nhá. Nồi lẩu mini này. Rồi hôm nay thì có về thêm cho bác là cái xưởng hấp, cũng nhiều bác là bữa trước đang săn cái mã này nhưng mà đang bán thì hết hàng. Đấy, hôm nay hàng nó tiếp tục về nhá. Đó thì cực kỳ nhiều mã hàng mới luôn, thì các bác cùng đón xem video đi, em sẽ quay chi tiết từng mã hàng bên em đang phân phối nhá. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất nhá. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong video này. Xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất nhá. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đây người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này, thì đây. Bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác cầm nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại bên em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 9 độ nha. Đó, rất hay. À, 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái móc áo cô đơn. Đấy thì hiện tại bên em đang bán, em báo giá luôn. Bên em sẽ bán được combo 10 chiếc một nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30k cho mỗi combo 10 chiếc móc áo cô đơn nha. Đấy thì nó sẽ là một chiếc móc áo nhưng mà là dạng chiếc móc áo đơn nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Các bác về móc vào đồ thứ ra nhà mình. Đấy, chất liệu thì inox 100%. Ở cái phần này thì sẽ có bọc nhựa này. Nên các bác kẹp nhá, không lo nó bị nhăn quần áo hay gì đâu, vì cái phần này sẽ bọc đầu nhựa silicone nên rất yên tâm. Đấy, phần kẹp thì cực kỳ chắc, kẹp chắc lắm. Đấy, con này kẹp cái phần lò xo nó rất là căng, kẹp cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, và đây cái phần móc. Và con này các bác có thể móc chồng lên nhau luôn nhá. Đây, các bác có thể móc này, các bác móc chồng nhau này. Đấy, đây. Các bác có thể quay xuống này. Đó, móc chồng với nhau được nhá, rất tiện dụng luôn. Đây, móc chồng với nhau như này. Cái nọ móc mình như kia rất là hay nhá. Đấy thì bên em sẽ bán được combo là 10 chiếc một nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là cái móc áo cô đơn. 10 chiếc móc áo cô đơn này sẽ có giá là 30k nhá, 30k cho một cái combo 10 chiếc móc áo cô đơn nhá.
lên mã giúp cho em sẽ là móc áo cô đơn. Bán theo combo là 10 chiếc một nhá, với giá sẽ là 30 ngàn cho một cái combo 10 chiếc này, rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, các bác móc lên tủ lên chiếc các thứ rất là gọn gàng, ok luôn đây. Tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này, chỉ cần gấp đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng. Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo, chỏ với một thao tác rất đơn giản thôi. Quần áo sẽ không còn chất đống nữa, cái gì cũng có thể treo. Những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên, không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, thực tế nhá, sản phẩm nhá, nó kẹp được rất là nhiều những cái dạng quần áo khác nhau nhá, từ quần jean, quần dài, quần áo ngắn các thứ này, quần áo tất cả các loại phụ kiện này, mũ này, rồi là các bác có thể móc thêm những cái đồ đạc các thứ nhà mình được luôn. Đấy, nói chung là một chiếc móc đa năng, móc được rất nhiều thứ, nhiều đồ nhá. Đấy, có thể là sử dụng rất tiện dụng luôn nhá. Ở đây các bác nhìn này, đấy móc vào, khi móc vào nhìn lên rất là gọn gàng nhá. Đấy, bình thường là các bác xếp ở tủ ấy nó rất là hay lôi thôi, rồi là đến lúc mà mình tìm đồ lấy đồ nó rất là khó khăn. Như đây khi mà các bác móc lên thì nhìn nó rất là đấy, nhìn nó rất là ngăn nắp nhá, và các bác dễ lấy đồ lựa đồ. Đó, thì bên em sẽ bán một combo là 10 chiếc móc áo cô đơn nha, với giá sẽ là 30 ngàn thôi, giá siêu hạt rẻ luôn các bác nhá, giá siêu hạt rẻ luôn đấy. 10 chiếc nha, 10 chiếc là khá là nhiều, về các bác móc là thoải mái luôn. Nói chung là tùy theo cái lượng đồ nhà mình các bác mua, nói chung 10 chiếc về là các bác móc cho em thoải mái luôn. Đấy, 10 chiếc này về các bác móc này thì sẽ bán được combo là 10 chiếc một nhá, 10 chiếc móc áo cô đơn với giá sẽ là 30k các nhá, một cái combo 10 chiếc móc áo cô đơn nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp màu 150 chi tiết này, em báo giá luôn. Hiện tại em đang sẽ có giá là 70 ngàn nhá, 70k một cái hộp màu 150 chi tiết nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chỉ có 70 ngàn thôi mà 150 chi tiết luôn, về để cho các em bé là mình, các cháu là mình học tập này, tô vẽ này. Một trong một cái hộp này sẽ có là 150 chi tiết các dụng cụ các loại nhá. Đấy, từ bút, thước kẻ này, kéo này, kì ghim kẹp này, đầy đủ luôn đây. Em sẽ quay chi tiết thực tế bác coi. Bộ này thì về cho các cháu nhà mình thì quá thích luôn rồi. Đấy, các bác mua về làm quà này, mua về cho cháu nhà mình sử dụng học tập này, sáng tạo này. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi. Đấy, tập trung vào việc học hành nhá. Thì bên này thì đây, nó sẽ có là màu nước các thứ này. Đấy, rồi bên này thì sẽ có là màu sáp này. Màu sáp nhá, màu sáp này. Màu sáp, rồi là bút chì màu này. Trên này sẽ có kiểu dạng màu vẽ tranh. Đấy, rồi là bút biếc, có cả ghim kẹp này, gọt bút chì này, kéo cắt giấy này, bông này. Rồi bên này thì sẽ có là keo tẩy này, đầy đủ luôn. Đấy, một cái bộ hộp màu 150, một cái bộ hộp màu 150 chi tiết nhá. Đấy, 150 chi tiết rất là nhiều luôn. Đấy, cái này chắc là cháu nhà mình dùng chắc khoảng tầm vài ba năm chắc mới hết bộ này luôn, vì nó quá là nhiều chi tiết nhá, 150 chi tiết cơ mà đựng trong một chiếc hộp rất là xinh luôn. Đấy, khi mà ví dụ các cháu này mình có muốn mang đi rất tiện. Đấy, chỉ việc cài cho mấy cúc này vào này. Đấy, cài cái cúc này mà bấm nó chặt vào. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là cái quai. Đấy, các cháu mình xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, xách mang đi mang lại rất ok. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Giá của nó thì chỉ có 70 ngàn thôi. 70 ngàn, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Về làm quà đó cháu này, mua về làm quà. Đấy, rồi là cho cháu này mình học tập. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi thứ nhá. Đấy, tập tô tập vẽ này, đấy, thỏa sức sáng tạo đam mê luôn. 70k các nhá, 70k một cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái bộ 5 khay nhựa này, em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang sẽ có giá là 80 ngàn. Hàng này của nó sẽ là hàng thành lý siêu thị nhá, rất xịn luôn các bạn, rất xịn luôn. Đây, một cái bộ 5 khay các nhá, một cái bộ nó bằng nhựa nhá, chất liệu bằng nhựa ABS cao cấp nhá, chống va đập chống vỡ. Về các bác ví dụ như là mình có đồ ăn, các bác bảo quản để trong tủ lạnh. Đấy, tủ lạnh thì thường ví dụ các bác hay bảo quản đây là các bác hay cứ hay để bát đĩa vào, thứ nhất là nó vướng, và thứ hai là nó tốn diện tích nhá, và thứ ba là nó không hợp vệ sinh ạ. Đấy, thì các bác mua cho em cái bộ này về, vừa hợp vệ sinh này, an toàn sức khỏe này, mà lại còn đẹp, ngăn nắp nhá, và các bác để được nhiều các nhá, để được nhiều. Thì một cái bộ như này nó sẽ gồm có là 5 cái khay nhựa nhá, 5 cái khay nhựa, và mỗi khay thì nó sẽ đi kèm là một cái nắp khác nhau. Đây, em sẽ lấy ra cho các bác. Đây, một cái này, hai cái này, đấy, hai cái nhá. Đó, ba cái, từ to nhỏ luôn các nhá, từ to nhỏ luôn. Nói chung là từ to nhỏ các bác về thoải mái dùng luôn, mà chỉ có 80 ngàn thôi. Giá nó quá rẻ bình dân luôn. Đấy, cái nắp này đậy rất là kín luôn, nó có cả cái phần gioăng này.
có cả cái phần gioăng này, các bác đậy cực kỳ kín luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Và về các bác là có thể là xếp chồng với nhau luôn. Đấy, có thể xếp chồng với nhau luôn nhá. Đây, đấy, 50 khay. Quá đẹp, quá xịn luôn. Đó, về các bác xếp chồng với nhau là các bác sử dụng thôi. Đây nhá, đấy khi mà các bác sử dụng này, đấy tháo ra thì nó sẽ là 50 khay này. Đấy khi mà lồng vào thì nó rất là nhỏ đấy, nó chỉ một khay này thôi. Nhưng mà khi mà tháo ra nhìn này, đấy 50 khay rất to luôn nhá. 5 khay rất to luôn. Đấy, và các bác có thể về dùng mình xếp chồng nhau để bảo quản đồ ăn này, để trong tủ lạnh này, hoặc các bác có thể là mang đồ ăn mang đi mang lại cũng rất là hay. Đấy, đồ khô, đồ tươi này, đồ sống, đồ chín thoải mái luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Đó, đây. Một cái bộ 5 khay này luôn. Đấy, một bộ là 5 khay. Lên mã cho em xem cái bộ 5 khay nhựa nhá. Bộ 5 khay nhựa với mức giá sẽ là 80.000 bộ thôi, chỉ có 80.000 thôi. Bằng chất liệu toàn bộ bằng nhựa nhá. Phần nắp là bằng có phần viền silicone, các bác đậy rất là kín luôn này. Đấy, đậy cực kỳ kín luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Đó, rất ok. Về các bác sử dụng nhá, thoải mái sử dụng luôn. Là một bộ này là 5 khay nhựa nhá, giá 80k. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng cũng rất nhiều bác mong chờ và cũng rất nhiều bác hỏi này. Đó là cái mã nồi lẩu mini nhé, và em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 120.000 một chiếc nhá. Rất tiện dụng luôn. Cái này thì không những là các bác có thể dùng ăn lẩu thì mình có thể là sử dụng đa năng luôn. Có thể là rán này, xào, nấu này. Rồi là ngoài ra có thể là sử dụng làm món hấp được luôn. Thông số công suất thì sản phẩm này sẽ có dung tích là 1,8 lít nhá. Công suất sẽ là 600W và sử dụng giúp em là điện 220. Rất tiện dụng luôn nhá. Đây, hàng của sản phẩm này sẽ mới keo nguyên hộp. Nói chung là cái này thì em quay và giới thiệu nhiều lần rồi thì chắc là nhiều bác xem cũng đã biết về cái mã hàng này rồi. Quan trọng là nhiều bác cũng bữa trước là cũng chưa mua được, hôm nay bác nào chưa mua được thì tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, sản phẩm gì đây, sẽ gồm có là một nồi chính này. Đấy, có phần tay cầm nhá, rất chắc chắn luôn. Đây là cái phần công tắc bật tắt này. Đấy, các bác bật về giữa thì nó sẽ là tắt nhá, còn các bác bật bên tay trái em đang bật này thì sẽ là nấc thứ hai, bật bên tay phải thì là cấp độ số 1. Đấy, nó sẽ có cả cấp độ luôn, cấp độ nóng các nhá, rất tiện dụng luôn. Và các bác bật về giữa đấy thì nó sẽ là tắt đi nhá, rất là hay. Đấy, và đây là phần dây nguồn. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em. Đây, cái rắc nguồn nó bên hông này. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 để các bác xài thôi. Ngoài ra đi kèm của nó sẽ có là một cái khay hấp luôn. Đấy, cả một khay hấp bằng inox luôn này. Và có cả phần nắp vung nhá. Đấy, hình con gấu rất xinh này. Đó, nắp vung. Nắp vung là bằng thủy tinh luôn nhá. Để tiện cho bác nấu nướng các bác sử dụng nhá, rất tiện dụng. Cái này thì phù hợp ví dụ như là ăn lẩu nhanh khoảng tầm 2 đến 3 người là ăn thoải mái, hoặc là ví dụ như là cho các bác đi làm công trình công trường, các bác ở ít người, đấy 1-2 người, hoặc là các bác ở một mình. Đấy, bác nào nhà ít người dùng bộ lạnh ok, hoặc là cho các em học sinh sinh viên đấy ở phòng trọ không cần quá nhiều thứ linh kỉnh mà có thể là nấu được nhiều thứ nhiều món thì các bác dùng cho em. Nói chung là con này là đa năng luôn rồi. Nấu nướng này, xào, rán này. Rán thì tại sao nó rán được, vì trong này có một lớp chống dính này, nên là các bác rán thoải mái không lo nó bị dính nhá. Đấy, có một lớp chống dính luôn. Rồi là ăn lẩu này, nấu canh này, rồi là hầm hiếc các thứ thoải mái luôn. Ngoài ra thì có cả một khay hấp nhá. Đấy, các bác có những cái món ví dụ như là món bánh bao thứ này, đấy cho vào đây mình hấp này, có cả vung nắp đậy luôn. Đấy, nếu mà không hấp thì mình có thể bỏ ra. Đấy, đậy cái vung vào đây luôn, rất vừa luôn nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh luôn. Đấy, nói chung là rất nhiều chức năng trong một chiếc nồi. Lên mã cho em sẽ cái nồi lẩu mini nhá. Giá của nó sẽ là 120k. Dung tích của nó là 1,8 lít nhá. Sử dụng điện 220 và công suất của nó sẽ là đi 600W nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ hay luôn. Đây, các bác nhìn này. Đấy, bật công tắc lên này. Đấy, các bác nhìn này, có thể rán trứng luôn nhá. Rán trứng cực kỳ ngon luôn, không lo cháy dính nhá. Rồi là làm những cái món ví dụ như là hấp này. Hấp cực kỳ ngon luôn. Con này hấp ngon lắm, mà cái độ sôi, có nhìn cái độ sôi nó này, nó sôi rất kinh khủng luôn. Sôi mạnh, sôi khỏe lắm ạ. Sôi mạnh, sôi khỏe cực kỳ luôn. Đây, để mà cho bác xem lại một lần nữa này. Đây, đó, đấy, rán trứng này. Đó, rồi là ăn lẩu này. Quá ok luôn nhá, hấp này. Đấy, hấp bánh bao nhá, cực kỳ xịn sò ngon lành luôn. Đó, rất ngon lành nhá. Có nắp đậy, hay hấp, dây nguồn 220V. Đây là công tắc chỉnh nhiệt, có hai chế độ mạnh yếu, lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa, nhìn hao hao giống cái cao uống nước. Nồi này thì có dung tích 2 lít và công suất là 600W. Món đầu tiên Kiên sẽ thử là trứng chiên, tiếp theo đổ nước vào biến nó thành một cái nồi canh. Vậy là ta đấy, có món mì tôm trứng chiên, là mì tôm trứng các thứ là luôn. Nói chung là nấu cực kỳ đa năng. Khai hấp lên. Bây giờ nó hấp bánh bao luôn nhá. Quá tiện luôn. Đấy, rất là hay nhá. Đó. Rồi. Lên mã cho em sẽ cái sản phẩm là cái nồi lẩu mini. Về các bác sử dụng đa năng, nấu các món luôn nhá. Rán, xào, nấu, ăn lẩu, rồi là hấp được luôn.
giá full combo một cái bộ nha. Giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000, giá rất hạt rẻ mà dùng cực kỳ ok. Cái này anh em đã nấu test thử rồi, nó nấu nó sôi nhanh cực kỳ, sôi nhanh lắm, sôi nhanh cực kỳ các bạn. Sôi nhanh dã man luôn. Đấy, 120k một chiếc nhá. Sau đó tiếp theo thì em lên mã báo giá bác luôn, đó là cái máy hút bụi ga giường, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đó thì em báo giá luôn, 280.000 một chiếc máy hút bụi ga giường nha các bạn nhá. 280.000. Sản phẩm này thì đây, em đợi xem cái phần thông tin này. Thông tin của sản phẩm này thì cái nguồn sử dụng của nó sẽ là nguồn điện 5V 2A nhá. Đấy, nó có sạc tích điện ạ. Và cái công suất của nó sẽ là 68W nhá. Khá là trâu bò luôn. Dung tích đựng chứa của nó sẽ là 185ml này. Đấy, cân nặng gần 1 cân, khá là nặng luôn đấy. Khá là đầm tay chắc tay nhá. Đây, em sẽ đập hộp mục sở thị cho bác xem về một cái mã này. Giá sẽ là 280.000 một cái máy này nhá. 280.000 chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá, hút nệm hút ga giường. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp luôn. Mới nguyên hộp nhá, chắc chắn chất lượng lắm, thiết kế cực kỳ là chất lượng. Đây, bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy này, sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi là đi kèm cho các bác là một cái cọng dây cáp sạc nha. Đấy, một cái cọng dây cáp sạc rất tiện dụng. Đấy, và đây là cái phần nút công tắc này. Cái phần buồng để chứa rác nhá, buồng để chứa rác. Và bên dưới này thì sẽ là cái phần hút này. Đấy, có mã code, mã QR đầy đủ luôn. Nói chung hàng chuẩn chính hãng nhá, cực kỳ xịn, mới keo nguyên hộp luôn. Cái này thì về thì các bác cứ ấn trực tiếp vào trong phần ga nệm giường này, rồi là ghế sofa các bác sử dụng có hút nhá. Con này hút khỏe lắm, hút khỏe lắm, lực hút của nó rất khỏe luôn. Ngoài ra thì nó có cả cái chế độ đèn POV để khi mà các bác sử dụng đấy là các bác là khử khuẩn luôn. Đấy, ngoài chức năng hút bụi nó có cả chức năng khử khuẩn luôn, rất ok. Đây, đấy, rất ok. Và khi mà hút thì cái phần rác nó sẽ chứa tất vào trong này. Đấy, thì các bác có thể mở ra. Đấy, mở ra các bác lấy ra. Lấy ra sau đó các bác lấy trong cái lọc ra. Đấy, các bác đổ rác đi thế là xong. Đấy, sau khi mà đổ rác xong các bạn lắp cho em vào. Nhớ cho em là các bác lắp cái lọc này vào nhá. Lắp cái lọc này vào. Đấy, sau đó các bác lại khớp nó vào. Đấy, khớp nó vào là các bác sử dụng thôi. Đấy, rất ok, con này sử dụng cực kỳ đơn giản luôn. Sử dụng cực kỳ đơn giản luôn. Đó, sử dụng rất đơn giản nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn là hút vào thôi. Đây em sẽ test cho bác coi về cái sản phẩm máy này. Đây, ở đây em đang có một ít cái rác nhá, em sẽ đi một đường để xem hút không nhá coi nhá. Đây. Đó. Các bác thấy lực hút của nó kinh khủng không? Đấy. Các bác thấy lực hút kinh khủng không? Ấn một phát cái là nó sẽ hút hết vào trong này luôn, hút sạch vào trong này luôn nhá. Thì nó sẽ cuộn chứa hết những cái rác vào trong buồng này. Thì khi các bác lấy thì các bác mở các bác lấy ra. Đấy, các bác thao tác các mở này, lấy ra này. Đấy, sau đó các bác rút cái này ra. Đấy, và các bác lại đổ rác ra. Đấy, có thế thôi là các bác xài nhá. Đấy, đổ rác ra và các bác lắp thêm cái lọc này vào. Đấy, lắp cái lọc này vào, sau đó là các bác lắp nó vào. Đấy, lắp nó vào đây. Thế là xong. Con này sẽ có là hai cấp độ nữa. Cấp độ 1 này. Đấy, cấp độ bình thường này. Cấp độ mạnh này. 2 này. Đấy, thì sẽ hai cấp độ nhá. Đấy, máy thì bấm nút đây. Ngoài ra thì đây là cái phần chân sạc nhá, một phần chân sạc này các bác nhá. Đấy, chân sạc đây. Cái chân sạc của nó sẽ là cái chân sạc Type-C và đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này. Cái này thì về các bác cắm chung với cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác sạc cho con máy là ok rồi. Đây, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm chung với cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc được cho cái máy này rồi, có thế thôi. Đấy, và khi nào hết pin thì các bác mang và các bác sạc đầy pin thì các bác mang ra các bác hút, có thế thôi nhá. Rất tiện dụng và dễ sử dụng luôn. Cái này thì cái nguồn của nó sẽ cái nguồn 5V. Đấy, còn nếu mà nhà các bác nào mà chưa có cục sạc thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại bên em đang bán cái cục sạc 5V 2A nha. Thì sẽ có giá là 30.000. Đấy, cục này của Samsung này thì nó cũng có cái chân USB. Đấy, thì các bác có thể cắm trực tiếp vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 để các bác sạc cho cái máy này rồi. Đấy, thì các bác có thể cắm như này để các bác cắm sạc. Còn nếu mà nhà các bác có cái cục sạc này rồi thì mình có thể tận dụng cái cục sạc điện thoại hay là các bác có thể cắm. Còn nếu mà chưa có thì mình có thể mua thêm. Thì cái cục sạc của Samsung 2A nha. Đấy, nó cấp nguồn được cho cái sạc cho cái máy này. Thì hiện tại em đang bán một cái cục sạc của Samsung 2A này là 30.000 một cục nhá. Có nhá, 30k. Lên mã thì em sẽ cái cục sạc Samsung 2A nhá. Giá hiện tại em đang bán một cục sạc này là 30k một cục nhá. 30k. Đấy, còn máy thì bên em đang gửi bác giá rất là hữu nghị và rất là hay. 280.000 một cái nhá. 280.000 một cái. Máy hút bụi ga giường nhá và bao ship cho bác tận nhà luôn. Hàng của nó là mới nguyên hộp nha các bác nhá. Đấy, mới keng nguyên hộp này luôn. Hàng của hãng luôn các bác nhá. Hàng của hãng rất xịn sò, ok luôn. Giá thì chỉ có 280 thôi. Giá rất bình dân mà các bác mua về mình hút bụi ga giường. Đấy, ga giường là một trong những chỗ mà bụi bặm một thứ rất là ấy nhá. Đấy, thì các bác mua về hút, đặc biệt là nhà hay có trẻ con các thứ rồi mua về hút. Đấy, hút cho nó sạch sẽ đi. Đấy, đỡ bụi bặm các thứ này, rồi là những cái phần bụi vải các thứ rồi rất là nhiều. Đấy,
Và ngoài ra con này nó có cả chế độ đèn tia UV. Đấy, tia cực tím để nó khử khuẩn nhá, vừa hút bụi vừa khử khuẩn luôn. Máy thiết kế cực kỳ chắc chắn. Đấy, màu rất đẹp luôn nhá, chắc chắn rất đẹp, cầm nặng trịch luôn. Đó, 280k nhá. Đấy, đây là phần công tắc, chân sạc, cắm vào là xài thôi. 280k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, con này nó hút cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, đây không, hút rất sạch sẽ luôn này. Đấy, hút nệm, hút giường, hút ga gối đệm này. Đấy, ghế sofa, các thứ rất tiện dụng luôn mà cái lực hút nó rất là khỏe nhá. Đấy, lực hút khỏe lắm. Đấy, các bác nhìn thấy hút ra đúng cận đúng bông luôn nhá. Kinh khủng khiếp luôn. Đấy, hút rất sạch sẽ và cái lực hút rất khỏe nhá. Đó, có cả phần tia UV đèn cực tím. Đấy, diệt khuẩn luôn. Ok luôn nhá. Đó, thấy không? Dã man luôn. Đấy, phần lọc này các bác có thể rửa vệ sinh thoải mái luôn. 280k một sản phẩm máy hút bụi ga giường nhá. 280k lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi ga giường nhá, 280k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái xưởng hấp nhá, và em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán cái xưởng hấp này với giá sẽ là 80k. Đấy, thì sản phẩm này sẽ có size là 28cm, size tức là cái đường kính nhá. Đấy, cái đường kính của nó sẽ là 28cm. Cái này thì về chuyên dùng để các bác dùng để hấp nhá. Đấy, chuyên dùng để các bác làm những cái món hấp. Ví dụ như là những cái món tôm hấp này rồi là các thứ cả, nấu những cái món dùng để hấp. Đấy, rất tiện dụng luôn. Hàng này của nó thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị nhá. Hàng thanh lý siêu thị nên là nó có giá nó rẻ như thế ạ. Đấy, chứ bình thường các bác mua những cái khay này khoảng tầm 150 bộ luôn đấy, chứ không bao giờ có giá 80.000 đâu. Giá này là như là giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, thì bộ sản phẩm sẽ gồm có cho bác là một cái son này, một cái son. Đấy, một cái son dưới, son chính để về các bác đổ nước vào đây này. Đấy, sau khi đổ nước rồi thì các bác để cho em nó khay hấp này lên. À, để khay hấp nó lên nhá. Đấy, thì các bác có những cái đồ hấp các thứ rồi, tôm hấp này, cua hấp, ghẹ hấp này, mực hấp này. Đấy, các bác để lên đây. Sau đó là các bác lắp cho em cái vung vào. Đấy, vung thì bên em sẽ gửi kèm cả những con ốc vít các thứ về các bác lắp vào. Đấy, vung của nó sẽ là vung kính cường lực luôn nhá, trong suốt để tiện việc là theo dõi đồ ăn. Đấy, các bác lắp vung vào. Sau đó các bác để đến bếp các bác đun thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, còn nếu mà các bác không muốn hấp thì các bác bỏ ra thì đây nó sẽ thành một cái nồi để các bác nấu vào đây được luôn. Đấy, nấu rồi là sử dụng nấu nướng các thứ rồi. Đấy, ok luôn. Cái này thì có thể đun được bếp từ nhá. Đấy, có thể đun được bếp từ. Nên là có yên tâm nhá. Đấy, bếp từ, bếp ga, tất cả các loại bếp nhá, nên các bác đun hết luôn. Đấy, mặt này mặt từ mã này. Và em hàng em nói luôn là hàng này của nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị nên đôi khi nó sẽ có một chút hơi móp móp cấn một chút nha. Đấy thì các bác thông cảm với em nhá, vì hàng này giá thứ nhất là giá nó tốt, mà thứ hai là hàng thanh lý quá, nên là những cái tình trạng mà hơi xước móp một chút thì các bác thông cảm với em nhé. Đấy thì em cũng nói luôn trong cái vấn đề về hàng hóa nọ kia. Đấy, còn nói chung là về cái mức giá thì cho em cái giá này thì nó quá là hợp lý thôi ạ, cho một cái bộ xưởng hấp nha. Đấy thì sẽ bao gồm là một cái xưởng hấp này luôn và cả một cái nồi. Đấy thì các bác có thể nấu đa năng vào đây được này. Còn nếu mà không thì các bác bỏ xưởng lên để các bác hấp đồ vào đây, ok luôn. Đấy, nó rất là ok nhá, chắc chắn. Mà lại thiết kế cả mặt kính nó rất ok. Đường kính là 28cm, các bác khá là to nên các bác có thể hấp được khá là nhiều đồ luôn đấy nhá, hấp được khá là nhiều đồ luôn. Đấy, với mức giá 80.000 nha thì không có gì phải chê về mức giá rồi, giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái xưởng hấp nhá. Đấy, cái xưởng hấp. Đấy, có mặt kính thứ đầy đủ luôn. Đây, rất chắc chắn, phần quai bê ok luôn. 80k nhá, 80k một cái xưởng hấp nha, 80k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái em nồi chiên không dầu của Camel này. Đấy, em không nồi chiên không dầu của Camel. Em này thì sẽ có dung tích là 12 lít nhá, công suất là 1500W và lên mã thì em sẽ là cái nồi chiên không dầu của Camel. Đấy, với mức giá sẽ là 520.000 một cái nồi chiên không dầu Camel nha. 520.000. Cái con này về bác nấu nướng rất là được nhiều món luôn. Cái này thì nhà em cũng đang dùng thực tế một cái con này rồi. Dùng rất thích luôn, mà nhà em dùng chắc khoảng tầm là đi 2 năm nay rồi, rất là bền nhá. Siêu bền luôn ạ. Bền dã man đây. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp nha. Giá sẽ là 520.000 một cái nhá. Ở đây sẽ có là những cái sách này là sách công thức đồ ăn này. Rồi là sách hướng dẫn sử dụng là đầy đủ luôn, vì nó là hàng mới nguyên hộp mà. Đấy. Đây là siêu phẩm chính của chúng ta nhá. Sản phẩm nồi nhá, sản phẩm nồi. Đây, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, để em mang lên quay cho bác xem. Đó, thiết kế rất đẹp và chắc chắn nhá, thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn luôn. Đấy. Sản phẩm thì mới nguyên hộp nha. Đấy, sử dụng nguồn là nguồn 220 nhá. Công suất của nó sẽ là đi công suất của sản phẩm này sẽ là 1500W nhá, và sử dụng điện là điện 220. Cái này thì các bác trên này sẽ có hai núm nhá, là một núm là núm đồng hồ nhá. Đấy, thời gian các bạn, thời gian thì các bác tùy chỉnh món ăn của bác nhá, trong vòng thời gian là bao nhiêu. Và cái núm này là cái núm điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, cái nhiệt độ của nó là tối thiểu là 0 độ C. Đấy, và tối đa của nó lên đến là 200 độ C nhá. Đấy, để các bác nấu những món ví dụ như là
đùi gà này, đấy rồi là thịt này, cá nướng này, tôm này, đấy, rồi là các thứ các kiểu luôn, rất nhiều món nhá, hàng của Camel này, đấy, hàng hãng của Camel luôn, rất xịn sò. Đấy thì cái này rất dễ dùng, thì bắt đầu các bác rút cái này ra, đấy, rút cái này ra cho em nhá, rút cái này ra này, đấy, rút cái này ra, sau đó là các bác sử dụng này, các bác lấy trong cái tấm này ra, thì đi kèm nó sẽ có một cái tấm như này nữa, đấy, một cái tấm để nó chống dính nhá, cũng như là cái nhiệt khi mà xuống nó sẽ đều hơn. Đấy thì các bác lấy này ra, các bác để xuống. Sau đó là các bác cho thức ăn vào đây, đấy, cho thức ăn đây, đấy, và khi mà nướng thì cái phần mỡ nó sẽ ráo xuống, nó sẽ tách cái phần mỡ ở dưới này, đấy, các bác nấu nó đỡ dầu đỡ mỡ nhá, đấy, thậm chí là ví dụ như những cái món đậu rán đậu chiên rồi các bác cho đây cũng rất là ngon luôn, các bác đỡ phải cho bếp các bác rán riếc nó vừa dầu mỡ mà các thứ nó không ngon. Thế còn này khi mà cho đây cái nhiệt nó chín rất là đều nhá, đấy, trong này nó có một cái phần mai so này, các bác nhìn cái phần mai so chưa, đấy mai so và cái phần cánh quạt nó quay này, đấy thì cái phần nhiệt nó tỏa xuống nó rất là đều luôn. Đấy, cái phần nhiệt tỏa rất đều nên khi các bác nấu những cái món ăn nướng này rồi là chiên rán, thứ nhất là đỡ mỡ này và thứ hai là nó rất là ngon, khi nó giữ được cái hương vị rất là ngon luôn nhá. Đấy, phần tay cầm khá chắc chắn luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn nhá. Dung tích 12 lít thì các bác sử dụng rất là to luôn. Đấy, nhà đông người cũng có thể sử dụng thoải mái nhá luôn nhá. Đấy, và cái này thì sử dụng rất là dễ, các bác chỉnh nhiệt độ và chỉnh thời gian cho em, khi mà ví dụ như các bác chỉnh về 15 phút này và chỉnh về 200 độ C thì khi mà hết 15 phút là tự động là nó sẽ ngắt này. Đấy, đấy thấy không, nghe tiếng không, tinh cái là tự động là khi mà hết thời gian thì nó sẽ tự động kêu tinh cái là biết là bắt đầu là món ăn của bác đã được rồi, đã chín rồi nhá, thì kêu tinh cái nó sẽ báo hiện giờ bác luôn, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đấy, dây nguồn đây, cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là xài, công suất là 1500W nhá, rất khỏe trâu bò luôn, sử dụng nấu các món. Ngoài ra view như là cái con này nó cũng như là một chiếc lò vi sóng luôn, view như những cái món ăn nhà các bác mà nó bị nguội hoặc là các bác muốn hâm nóng lại, các bác cứ cho trực tiếp đây xem luôn. Đấy, view như nhà em là người ăn cơm trước ăn cơm sau, view như là cơm nguội hết rồi, đấy, cơm canh nguội rồi, các bác cho trực tiếp đây luôn, như một chiếc vào lò vi sóng luôn, cho đây. Đấy, bật thời gian đây, ví dụ các bác hâm nóng tầm 5 phút cho em thôi. Đấy, bật cho em lên 200 độ C cái, cứ vứt để đấy thôi nhá. Đấy, trong vòng 5 phút cái là lại có đồ nóng ăn luôn. Đấy, coi như là một chiếc lò vi sóng luôn. Đấy, rồi là một chiếc nồi để các bác chiên không dầu nhá, tách dầu ra. Đấy, đỡ bị dầu mỡ bám vào thực phẩm nhá, ăn đỡ tình trạng là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ rồi các thứ này. Nhiều dầu mỡ ăn thứ nhất là ngấy và thứ hai là ảnh hưởng đến sức khỏe này. Đấy, nói chung là rất là hay luôn. Một con mã hàng nha. Với mức giá là 520.000 nhá các bác nhá, 520.000. Lên mã giúp cho em sẽ là đi nồi chiên không dầu của Camel nhá, dung tích là 12 lít nhá, công suất là 1500W nhá. Giá của sản phẩm này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 520k các nhá, 520k cho một cái nồi chiên không dầu này. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, nấu rất nhiều món nhá. Đấy, gà nướng này, cá nướng này, rồi là hâm nóng lại đồ ăn rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, 520.000 nhá, 520.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không dầu của Camel. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó cái đệm ghế silicone này, về các bác dùng để ngồi ghế hoặc là các bác hay lái xe ngồi văn phòng. Đấy, các bác muốn êm thì các bác mua cho cái đệm này về. Đấy, thì một cái đệm này bao gồm là một cái đệm này bao gồm là cả một cái vỏ bọc bên ngoài nữa, dùng rất là tiện luôn. Cái này thiết kế theo cái dạng là lỗ tổ ong, nên là khi mà các bác sử dụng ấy, đấy thì nó sẽ ngồi thì các bác sẽ thấy là cảm giác là phân tán lực rất đồng đều, ngồi cực kỳ là êm luôn. Đấy, thậm chí là các bác có thể là vò này, các bác vò này, các bác thả là cái này về bình thường luôn, rất là tiện dụng nhá. Đấy, rất là hay luôn. Đây, đấy, thiết kế những cái lỗ tổ ong, đấy, ngồi phân tán lực, ngồi cực kỳ êm luôn, ngồi không lo nó bị nóng mông nhá. Đấy, sử dụng thì sẽ có đi kèm là một cả một cái vỏ bọc này nữa các bác nhá, cả một cái vỏ bọc bên ngoài. Đấy, thì cái vỏ bọc này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể giặt rũ này. Đấy, về các bác hay ngồi văn phòng các thứ ngồi nhiều này, đấy, ngồi nhiều là hay bị nóng mông các thứ rồi, đấy, rồi là ngồi hay đau lưng thì các bác mua cho em cái này về, hoặc các bác mua về mình giải cái ghế thì mình ngồi hàng ngày cũng được, ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đệm ghế nhá, cái đệm ghế silicone, giá hiện tại em đang bán một cái đệm ghế silicone này với mức giá là đi 80k một cái nhá. Lên mã em sẽ cái đệm ghế silicone nhá, đệm ghế silicone, giá sẽ là 80k. Đấy, 80k một cái đệm ghế silicone này, chỉ có 80.000 thôi, về dùng rất là hay. Đó, đi kèm là cả một cái bao đựng này luôn nhá, 80k một cái. Đó, đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Alo alo, hôm nay mình sẽ review một sản phẩm cực kỳ cần thiết cho dân văn phòng, người hay ngồi ô tô mà đặc biệt bác nào bị trĩ thì dùng đảm bảo phê luôn nha. Đây gọi là đệm lót ghế ngồi 3D thoáng khí, để khám phá xem bên trong đệm có cấu tạo như thế nào mà nó mềm mềm dẻo dẻo như này nhá.
để mở ra xem bên trong có gì nào. Wow, màu xanh rất là bắt mắt. Bên ngoài là vỏ đệm, mặt trước là vải thoáng khí, bên dưới là lớp chống trượt. Đệm 3D được làm từ gel silicon. Hèn gì mà thấy nó mềm mềm, dẻo dẻo, sờ rất là thích. Mát lạnh luôn. Cấu trúc tổ ong nhìn thoáng khí khi ngồi nè. Các bạn có thể xem độ đàn hồi của nó nha. Ném như vậy mà nó vẫn bật nguyên về như cũ. Cấu trúc tổ ong như vậy giúp phân tán áp lực khi ngồi và lưu thông không khí được tốt hơn. Phù hợp lót với nhiều loại ghế, đặc biệt là những cái loại ghế cứng cứng như thế này nè. Ghế văn phòng hoặc ghế ô tô không được êm ái một chút nào. Ngồi vào có sướng gì đâu ấy, êm ái rất là thích. Tôi được tối ưng em này ngay từ cái nhìn đầu tiên nè. Với thiết kế của đệm 3D như vậy, nhìn khi ngồi em này giúp chống trĩ, bảo vệ cuộc sống, chống thoát vị đệ đệm, ngăn ngừa mồ hôi và ngồi rất là êm ái. Em đệm này thì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối, phục hồi hình dạng ban đầu ngay lập tức, mặc dù có bị kéo, vò, ném hay đè lên thì cũng không có bất kỳ biến dạng nào nha. Vì vậy, đệm rất là dễ cuộn nhỏ, mang theo sử dụng và dễ dàng được làm sạch bằng nước. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, thực tế về sản phẩm nó rất là mềm dẻo này, rồi là silicon đàn hồi này, ngồi rất là êm, ngồi thoáng khí khi ngồi này, phân tán cái áp lực ngồi tốt này, đấy, khi bác ngồi rất là dễ chịu luôn. 80k một cái nhá, 80k một cái đi kèm vào cả một cái bao đựng luôn, lên mã em sẽ cái đệm ghế silicon 80k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác cái lô, đó là cái túi thể thao nhé. Cái lên mạng em sẽ là cái túi thể thao này. Đấy, cái túi thể thao để các bác hay chơi thể dục thể thao, các bác hay đạp xe này. Đấy, chơi thể dục thể thao, bóng chuyền, bóng đá này, chạy bộ này, rất tiện dụng luôn nhé. Thì về cái túi này về các bác dùng để đeo vào bên, đeo vào trước bụng nhá, hoặc đeo vào sau bụng cũng được. Đấy, đeo quấn quanh khu vực bụng nhá. Thì đây, đằng trước thì sẽ là một cái ngăn để ví dụ các bác có đựng điện thoại này, tiền nong thứ này. Đấy, các bác vẫn muốn đi tập dục ra mà vẫn muốn mang điện thoại tiền nong dưới đi, các bác đựng đây. Bên này thì bên hông để các bác, ví dụ các bác có dắt một cái chai nước vào đây nhá. Đây, ví dụ đây có một cái chai nước này. Đấy, thì các bác có thể được mình dắt cái chai nước vào đây nhá để các bác mang đi. Các bác mang đi các bác có nước uống nhá. Đấy, mỗi lần từ thao xong các bác mình có nước uống này. Đấy, các bác dắt cho một chai nước vào đây, rất là vừa luôn này. Đấy, còn bên hông này thì ví dụ những cái đồ nhỏ thì các bác đựng vào đây nhá. Đấy, những cái đồ nhỏ này thì các bác đựng vào đây, rất tiện dụng luôn. Và đây cái phần dây đeo nhá. Dây đeo thì nó co giãn nhá nên là các bạn yên tâm là bụng to bụng nhỏ là đều có thể đeo được hết luôn, và có thể là chỉnh được cữ dây nhá. Đấy, chỉnh được cữ dây này, chỉnh được cữ dây thu vào hoặc là các bác cho giãn ra đều ok luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Và cái phần thao tác khóa lẫy cài rất là ok, bấm phát đây là mở này, bấm tạch cái khóa này rất tiện dụng ok luôn. Đây đó, rất tiện dụng nhá, về các bác dùng để đeo trước bụng nhá. Đấy, đeo làm túi thể thao chạy bộ này, đi chơi đi chạy bộ rất tiện dụng luôn. Đấy, con này chạy thoải mái không lo nó bị lắc hay bị rơi nhá. Đấy, rất là ôm bụng luôn, giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi thể thao nhá, túi thể thao để dành chuyên dùng cho dân thể thao nhá. Giá tại em đang bán một cái túi thể thao nha, giá của nó sẽ là 30k một túi nhá, 30k một cái túi thể thao này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, các bác mua về sử dụng này, làm quà biếu tặng này. Đấy, mua về làm quà rất là ok, 30k một túi, giá hạt rẻ mà rất là ok. Đây các bác cùng xem kế về sản phẩm này. Đấy, bình thường các bác chạy là hay phải mang điện thoại thứ đồ dùng đi này. Đấy thì các bác mua những cái túi này về các bác đeo vào. Đó. Mình chạy đi chạy này, đấy để móc chìa khóa này, để được cả chai nước luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Chạy cho em thoải mái luôn, không nó bị rơi hết đâu vì nó rất ôm sát luôn. Đấy đấy, thấy không? Đeo vào như không đeo luôn, rất tiện dụng. Đó, thấy không? Đựng cực kỳ nhiều đồ nhá, đựng nhiều đồ lắm. Đó. Dắt được cả chai nước cơ mà. Dắt được cả chai nước rồi là những cái đồ dùng cá nhân, chìa khóa này kia các thứ là dắt thoải mái luôn. Đấy, rất tiện dụng luôn. Đó, thấy không, bị chai nước này, quá hợp lý luôn nhá. Đó, rồi thực tế về sản phẩm nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái túi thể thao nhá. Túi thể thao mang đi chơi đi du lịch này, đi chạy bộ này, tập thể dục thể thao này. Đấy, thì giá của nó một chiếc túi này là 30k một cái nhá, 30k một cái túi thể thao này, 30k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ bóng kèm cả bóng cả đu cả dây này. Đấy, một bộ này thì chỉ có 60.000 bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà rất là hay. Đây, 60k nhá. Lên mã em sẽ cái bộ bóng đuôi tím nhá, hoặc là cái bộ bóng kèm cả đuôi cả dây. Thì một bộ này là bao gồm là 60k nhá. Đây, bóc cho bác xem một bộ này. Về dùng rất là tiện, về cái này thì về các bác không cần phải đấu nối cái gì cả. Về các bác chỉ việc là về cắm là xài thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả. Đây, một bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một quả bóng đèn led này, công suất 20W này. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nha, và các bác có thể tháo rời ra. Đấy, nếu mà các bác bóng này thì nếu có không dùng thì mình có thể thay bóng khác vào cũng ok luôn nhá. Cái đuôi này thì sẽ có tích hợp luôn cả công tắc bật tắt luôn, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi, rất tiện dụng. Và một cái đoạn dây này
Đoạn dây này chắc mình dài được khoảng tầm 2-3 mét đấy, khá là dài đấy, rất là nhiều dây nhá. Đấy, và cái phần đầu cắm, à, phần đầu cắm nhá, về các bác chỉ việc cắm vào, bật công tắc lên, lấy là các bác xài thôi, không cần phải đấu nối gì lằng nhằng, rất tiện dụng luôn. Đó là thì một bộ này là chỉ có 60.000 thôi, giá siêu hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, bình thường là các bác mua một cái bộ này ấy, nguyên bóng ấy, nguyên của bóng 20W này các bác mua biết thì cũng phải khoảng tầm 40.000 rồi. Đấy, rồi là cả đuôi cả dây nữa, mà nhiều dây nha, thì ít thì phải khoảng tầm hơn 100.000 bộ này. Nếu mà bình thường các bác mua cửa hàng hoặc các bác mua về tự đấu nối luôn, đấy, thì cũng không phải là có cái giá 60.000 đâu. Đấy, bên em bán gọi là giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, bao gồm là cả bóng cả dây cả đuôi, mà đuôi có tích hợp cả công tắc luôn nhá, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi, giá siêu hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Đấy, 60k một bộ nhá, bộ bóng bao gồm cả đuôi cả dây. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đuôi tím hoặc là bóng kèm cả dây cả đuôi. Đấy, có cả công tắc này là 60k một bộ nhá, 60k bộ, giá rất hạt rẻ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bình tưới cây này, bình tưới cây dung tích 2 lít nhá, các bác mua về dùng để tưới cây này, phun thuốc này rất tiện dụng luôn, sử dụng vườn tược các thứ rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, toàn bộ thì nó bằng nhựa ABS cao cấp nhá, dung tích là 2 lít nhá. Đấy, 2 lít đó, sử dụng rất là đa năng. Con này thì cái phần bơm ti rất nhẹ, không nhìn này. Đấy, rất là nhẹ, bơm cực kỳ nhẹ tay luôn nhá. Đấy, mà cái lượng hơi ra thì cực kỳ khỏe luôn. Đấy, các bác nghe tiếng này. Đấy, thấy không? Đấy, em bơm mới mấy phát thôi nhá, nhưng mà nó ra cái lượng hơi nó ra rất khỏe luôn này. Đấy, thấy không? Rất khỏe luôn nhá. Và cái con này rất là hay là nó có cả cái chế độ công tắc này, anh em bơm này. Đấy, khi mà có ấn lì này, các bác đẩy lên này. Đấy là tự động là nó sẽ xả hơi nha. Đấy, các bác không cần phải bấm nhá. Đấy, còn các bác muốn thả tay các bác thả đây. Còn các bác để đây. Đấy là nó sẽ khớp vào cái lẫy, là tự động là nó sẽ cứ thế đấy, các bác bơm nữa là các bác đỡ phải bấm, đỡ mỏi tay. Rồi là một cái chế độ rất hay. Đó là cái chế độ xả hơi. Đấy, những cái bình này các bác để hơi lâu trong thì nó thường thường là nó sẽ bị nứt những cái phần vết nứt này, thì nó rất là nhanh hỏng bình. Thì ở đây nó có một cái giải pháp rất hay là cái chế độ xả hơi nhá. Thì các bác nghe tiếng này. Đó, khi mà các bác dùng xong rồi các bác kéo phần van nó ra là tự động là sẽ xả hết hơi ra nhá, xả hết hơi ra. Thì cái bình nó rất là bền vì nó không chịu cái áp lực hơi bên trong. Đấy, vì cái áp lực hơi khi mà các bác bơm nó rất là lớn luôn. Đấy, nó gây nên những tình trạng là nứt bình các thứ này. Nứt ở những cái phần nó đúc này. Đấy, nó sẽ gây nên tình trạng nứt bình, kể cả bình nào cũng bình xịn bình đều như hết các bạn. Vì cái áp lực nó cực kỳ lớn nên là nó mới thiết kế ra cái van là cái van xả hơi nha. Đấy, khi mà các bác dùng xong rồi các bác có thể xả hơi. Đấy, cho nó sạch kia hơi đi, nó đỡ bị chịu lực, cái bình nó sẽ bền hơn. Và cái chế độ có cả cái chế độ là điều chỉnh các chế độ nước ở cái phần vòng xoay ở phần đầu nhá. Đấy, nói chung là rất chắc chắn luôn, một chiếc bình rất cho phần bơm bao nhựa này, có phần van đẩy tự động này. Đấy, rồi là phần van xả hơi, điều chỉnh phần công tắc nước đầy đủ các bác luôn. Đấy, dung tích 2 lít các bác sử dụng tưới vườn, tưới cây thế kia, phun thuốc các thứ cho em ok luôn, giá bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái bình tưới cây 2 lít nhá. Hiện tại em đang bán cái bình tưới cây 2 lít này, giá sẽ là 110k một bình. Đấy, 110k một cái bình tưới cây dung tích 2 lít này, 110k một bình nhá, giá rất hạt rẻ phải chăng. Đấy, mà chắc chắn ok luôn, 110k một cái. Đó là cái bộ chổi quét bụi này. Đấy, các bác sử dụng mình quét bụi những phần ke kẽ này, hoặc là các bác dọn ở trên ban bàn thờ. Đấy, những cái chỗ trên cao rồi. Đấy, nó rất là nhỏ gọn nha, nó sẽ gồm có một cái gầu hót rác và đi kèm là một cái cây chổi nhỏ nhỏ này, để các bác dùng để các bác quét những cái bụi bặm trên ban bàn thờ, rồi những cái chỗ ngóc ngách các thứ, vị trí trên cao, những cái chỗ nó khó. Đấy, các bác vận chuyển những cái các bác mang vác những cái chổi to thì các bác rất là khó làm, thì các bác mua cho cái bộ này về, nó rất là nhỏ gọn này, dễ dàng sử dụng mà rất là hay đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ có là đi 30.000 một bộ thôi nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ chổi quét bụi nhá. Đấy, bộ chổi quét bụi, chổi quét bụi dạng chổi mini các nhá, chổi quét bụi này, chổi quét bụi dạng mini, giá của một bộ này sẽ là đi 30.000 một bộ nhá, 30k một bộ thôi, người dùng rất là hay. Đấy, dọn dẹp ban bàn thờ, những cái chỗ nhỏ nhỏ này thì các bác sử dụng cái chổi đấy rất là tiện luôn. 30k một bộ nhá, bao gồm là một chổi và một cái hót rác nha. Đấy là 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì bên em hàng vừa mới về xong, đó là cái mã ủng đi mưa nhá. Lên mã giúp em sẽ ủng đi mưa. Đấy, đang vào cái đợt mùa mưa rồi. Đấy, miền Bắc các thứ này, cũng mưa rất là nhiều. Đấy, rồi là mưa phùn, mưa nồm ẩm rất là nhiều, rất khó chịu các bác đi lại rồi. Đấy, rất cần cái lô ủng nha. Đấy thì anh em về cái lô ủng đi mưa này và em báo giá luôn. Anh em đang gửi bác một cái đôi ủng đi mưa này. Lên mã giúp em sẽ là cái đôi ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa, giá một đôi này hiện tại anh em đang gửi bác sẽ là 90k một đôi nhá. 90.000 một đôi ủng đi mưa này, về dùng rất là tiện luôn. Đây.
nó sẽ gồm là một đôi chân trái chân phải. Về các bác sử dụng các bác xài, các bác đi trực tiếp cái đôi ủng này vào cho em, rất tiện dụng luôn và rất là dài nhá. Cái đặc biệt là cái phần này nó rất là dài, cái phần cổ rất là dài đó. Thì về các bác mở cái cúc ra này, tháo cho em cái con khóa này ra. Đấy, tháo khóa này ra, sau đó các bác đi vào. Đấy, và nhiều bác hỏi là cái khóa này thì cũng lo ngấm nước không, thì yên tâm nhá. Ở đây trong nó có một cái lớp nữa rồi này. Đấy, nên là các bác đi thoải mái nhá, không lo nó ngấm nước đâu. Đấy, cái khóa này thì gọi là chỉ là nó siết cho nó chặt vào thôi, còn bên trong nó còn một lớp nữa cơ. Đấy, nên có đi thoải mái. Phần đế dưới thì có phần chống trơn trượt này, các bác đi cho em thoải mái luôn. Đấy, thậm chí là bác nào chân nhỏ thì mình có thể là luồn cả giày vào các bác đi cùng được luôn. Đấy, rồi là có cả cái phần đai siết các nhá, đai cái vòng siết này. Đấy, các bác siết vào đây cho đi cho nó chặt chẽ hơn này, rất ok luôn. Đấy, một đôi chân trái chân phải thì các bác đi vào chân nhá, đặc biệt là trong cái giờ mưa giờ gió, đi nước đi nôi, đi mưa gió các bác hay phải đi chợ đi búa, các bác hay phải đi ngoài trời nhiều. Đấy, trời mưa trời gió các bác mua cho em luôn này, rất hợp lý luôn. Giá hiện tại em đang gửi một cái đôi ủng đi mưa nha, là 90k một đôi nhá, 90k một đôi. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Trời mưa mà có em này thì đúng là chân lái không gì bằng các bác. Một đôi ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài, không lo bị thấm nước vào bên trong các bác. Có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường, mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân, đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy, thấy không? Thiết kế đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đấy. Trời mưa mà có em này thì đúng là chân thực tế nhá. Đấy, có cả phần chun cài, đai siết các thứ đầy đủ hết luôn này, rất tiện dụng luôn. Đi cực kỳ là chặt chẽ nhá. Đấy, các bác đi trời mưa trời gió thoải mái, rồi là những cái chỗ bùn đất các thứ là các bác lội thoải mái vì cái phần đế chân nó chống chân trượt. Thiết kế đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái mã hàng này thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là ủng đi mưa. Hiện tại em đang gửi bác giá một cái đôi ủng đi mưa này là 90k một đôi nhá. Đấy, đi vào rất là chặt chẽ, ok luôn, 90k một đôi. Đó, rất đẹp, chắc chắn, dày dẫn luôn. Đây, 90k một đôi, về các bác chỉ việc sử dụng của các bác đi thôi. 90k một đôi ủng đi mưa nhá. Sau một tí sau đi cũng vào thời tiết nó mưa gió này, thì bên em tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng áo mưa Honda nhá, hàng thanh lý của công ty Honda, rất xịn sò luôn. Đấy, thì một chiếc áo mưa Honda này giá thì rất là bình dân, chỉ có 30.000 một cái thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái áo mưa Honda nhá. Áo mưa Honda, đấy, giá tại vì em đang gửi bác là 30k một cái áo mưa Honda nhỉ, chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, con này thì nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng từ trước về sau. Đấy, các bác đi xe đạp xe máy, đấy, mình nó rất là nhỏ gọn, mình vứt trong cốp một vài chiếc rồi. Đấy, vạ ra ví dụ như chẳng may nó có trời nó mưa cái, mình có cái mình xài luôn, rất tiện dụng luôn. Đó, 30k một cái nhá, giá siêu hạt rẻ luôn. Đây, khi mà mặc lên thì sẽ nhảy, đấy, có nhìn này, đấy, nó sẽ nhảy. Đó, đằng trước đằng sau này rất ok luôn, to tát chắc chắn dày dẫn nhá. Đó, các bác mua về sử dụng này, đi xe đạp xe máy các thứ cho em ok luôn. Đó, nói chung là làm một chiếc áo mưa dự phòng là rất ok, mình vứt ở trong cốp có khi ví dụ cần cái là mình có cái mình xài luôn nhá. 30k một cái nhá, giá nó rất là bình dân thôi. Đây, đấy, thực tế người mẫu đeo đây có nhá. Đó, 30k một cái áo mưa Honda này, 30k một cái, giá rất hạt rẻ mà rất là hay. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em cái mã cạo lưỡi thì bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng nó tiếp tục lại về này, cây cạo lưỡi nhá, giá thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác một cái cây cạo lưỡi này, giá sẽ là 20k một cây nhá, về các bác dùng để vệ sinh phần lưỡi nhá, vệ sinh cạo lưỡi rất là sạch sẽ, ok luôn. 20k đấy, 20k một cái cây cạo lưỡi này. Đây, hàng nó đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha, đựng trong chiếc hộp rất là xinh luôn. Đó, thì đây hộp đây, còn bên trong thì cái cây cạo lưỡi nhá. Đó, thiết kế rất là kỹ càng chu đáo luôn. Đó, đây về các bác sử dụng, mình dùng chuyên dùng để cạo lưỡi nhá. Đấy, chuyên dùng để cạo lưỡi vệ sinh lưỡi cho. Đó, chuyên dùng để cạo lưỡi vệ sinh lưỡi rất là xịn sò, ok, mà giá nó bình dân, nó chỉ 20.000 thôi. Đó, đựng trong một chiếc hộp đẹp nha, có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, rồi các bác mua về sử dụng được luôn. Đó, cạo lưỡi 20k một cây, cái này các bác dùng thì nó bền, dùng nó bền nó yên tâm. Đó, mà sạch sẽ. Đấy, bằng inox nên dùng nó sạch sẽ, ok. Đó, 20k một cây nhá, đựng trong chiếc hộp. Đấy, các bác mang đi du lịch đi chơi cũng rất ok luôn. 20k một cái cây cạo lưỡi này, 20k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bấm tay ví hồng. Đấy, em báo giá luôn, bộ này hiện tại em gửi bác giá sẽ là 60.000 một bộ nhá. 60.000 bộ, bộ này thì về các bác sử dụng cả gia đình nhà mình luôn. Đây, một bộ bấm tay thì sẽ bao gồm là các sản phẩm ví dụ như là đầu bấm tay này. Đấy, rồi là có kìm cắt lấy da chết này. Đấy, rồi là có rũa mài này, zip này, nặn mụn này, đầy đủ lấy dây tai đầy đủ luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình luôn.
nam nữ này, rồi là đàn ông đàn bà, trẻ con, người lớn đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là dùng cho cả gia đình mình luôn. Là một bộ này là 60.000 nhá, đựng trong một chiếc ví rất là đẹp luôn, là 60k một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng nhá, bộ ví hồng nó chỉ có 60.000 thôi mà về dùng đa năng. Đấy, đặc biệt là các bác mua về tặng bà xã, cho chị em phụ nữ thì bộ này rất là thích luôn. Đấy, về dùng các bác phụ nữ về làm neo làm móng bộ này rất là ok. 60k một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng. Đó, đang gửi bác là một bộ đầy đủ full, một bộ như này là 60k, về xài cho cả gia đình nhà mình xài, ai cũng có thể xài được bộ này luôn nhá. 60k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ tô vít xanh này, bộ tô vít xanh 32 chi tiết nhá, 32 chi tiết này. Đó, đây. Một bộ tô vít sẽ gồm có đầy đủ là các đầu vít này. Đấy, hơn 30 đầu vít này, rồi là có cả một cái thân tô vít này. Một thân tô vít và một cái thanh nối dài nhá, một cái thanh nối dài. Đây. Thì về các bác xài thì các bác lấy trong cái phần thanh này ra này. Đấy, các bác kéo này xuống này. Ấn nó vào này. Đấy, thì cái này nó có cả khớp luôn nhá. Đấy, có cả khớp để các bác điều chỉnh cái kiểu các bác muốn xoáy nhá. Và đây các bác lấy cái đầu vít này, cắm nó vào. Đó, và các bác sử dụng các bác xoáy thôi. Đấy, xoáy những cái đồ vật, đồ gia dụng các thứ nhà mình, rồi anh em thợ thuyền dùng bộ này cho em rất hợp lý luôn. Đó, đây. Gồm rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá, từ ba ke này, rồi là lục giác này, hoa thị này. Đấy, rồi là chân dẹt có đủ cả luôn. Đấy, nói chung về các bác xoáy hầu như là tất cả các loại ống vít bây giờ hiện tại trên thị trường luôn nhá. Đó, đầy đủ là một bộ này là 30k bộ thôi, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đấy, lên mã thì em sẽ cái bộ vít bộ tô vít xanh hoặc là tô vít 32 chi tiết nhá. Đấy, 32 chi tiết này. Đấy, V32 cũng được. Đó. Giá của nó một cái bộ tô vít xanh V32 này chỉ có 40.000 một bộ thôi nhá. 40k một bộ thôi. Giá rất là rẻ bình dân luôn. Lên mã thì em sẽ cái bộ tô vít xanh. Tô vít xanh này. 32 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là đi 40k bộ nhá, 40k bộ. Đó, mới nguyên hộp này luôn, 40k. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái em đèn độ đầu ba bóng này. Cái giá sản phẩm này thì rất là hạt rẻ phải chăng? Em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái đèn độ đầu ba bóng nhá, đèn độ đầu ba bóng hoặc là đèn B3, đèn D3 cũng được, D3 cũng được. Giá của nó sẽ là 120k một cái con sản phẩm đèn độ đầu ba bóng nhá, hoặc hay là hai con mã gọi là đèn D3 nhá. Con này thì nó là đèn độ đầu và nó sẽ có ba bóng nhá, ba bóng, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đây, lấy cái bát coi này. Đấy. Sản phẩm này sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn, đấy, một thân đèn này, đấy, thân đèn thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó. Đây là cụm ba đèn này, cụm ba đèn, pha led siêu sáng siêu xa, phần công tắc nút bấm ở đây, dây đeo thì co giãn 4 chiều, đấy, đeo rất êm đầu luôn. Đằng sau thì thiết kế nó là cái cụm để các bác để pin, cho pin vào đây nhá. Đấy, cụm để pin cho đi pin vào đây. Cái con này thiết kế rất hay này. Bình thường ấy là các bác hay mua cái con đèn đầu ấy là thường thường là nó sẽ tập trung hết về đằng trước. Các bác đội thứ nhất là nó rất khó, là nó hay bị nặng ở cái phần đằng trước nên là nó rất là khó sử dụng, mà đôi khi là đeo nhiều, độ nhiều là rất là mỏi cổ vì nó cứ nặng về trước mà rất là khó chịu. Thì đây con này thiết kế rất hay. Là đằng trước là đèn, đằng sau thì nó sẽ thiết kế là cụm pin nên là khi mà các bác đội nó rất là cân đối, dễ chịu quá nhá, đội rất cân đối, dễ chịu. Đây, nó có cả cái phần miếng ốp và cái phần chán này, nên khi có đội nó rất là êm, đội rất là thích luôn. Con này thì em bán khá là nhiều này, dùng rất là thích, nhiều bác phản hồi dùng cực kỳ ok. Đó, và cái hai của sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng cái pin là pin rời nhá, pin là pin rời và pin sẽ là pin 18650 nhá. Đây, nó sử dụng hai viên pin 18650 và pin nó sẽ là pin rời. Cái pin rời, cái hay của cái sử dụng pin rời này là ví dụ như là các bác có hỏng pin và sau này các bác muốn thay là nó rất là dễ dàng thay. Đấy, vậy hiện tại bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này là 20k một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là pin 18650. Đấy, thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000, thì các bác có thể mua thêm để về các bác mua sơ cứu làm pin, sơ cứu pin dự phòng cho cái đèn này. Đấy, còn hiện tại thì ở trong đèn đã có sẵn pin rồi nhá, thì đây nó sẽ sử dụng hai viên pin như này, thì các bác mở cái nắp ra lắp cho em đúng cực vào nhá. Đấy, lắp đúng cực vào này. Đấy, cộng và trừ đó, lắp cho em đúng cực vào. Đấy, sau đó là các bác bật đèn lên và sử dụng thôi. Và đi kèm thì sẽ có pin rồi, thì sẽ có kèm luôn cho bác là cả một cái cục sạc như này nhá. Về các bác cái đầu này các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, sau đó là cái phần này các bác cắm vào đây và các bác sạc pin cho cái đèn này, có thế thôi. Đấy, đây khi mà cắm vào nó sẽ báo đèn, hiện tại là đang là đầy nhá, đèn xanh này đang đầy. Và các bác cắm vào thì nó đang sạc, thì nếu mà chưa đầy nó sẽ báo đèn đỏ nhá. Đấy, đi kèm có cả cục sạc rất cẩn thận chú đáo luôn, cục sạc rời bên ngoài luôn đó nhá. Có đi ở đây em sẽ bật đèn test cho bác coi này. Đấy, chế độ nhất này. Đấy, một bóng nhá,
chế độ thứ hai là hai bóng hai bên này. Đấy, chế độ thứ ba là ba bóng luôn này, rất sáng luôn. Cái quạt ba bóng thì cực kỳ sáng mà cái tầm chiếu của nó rất là xa nhá. Đấy, còn có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy cảnh báo SOS nhá. Một này, một đèn này, hai này, đó, hai đèn, ba đèn này. Đấy, có thấy không? Sáng kinh khủng khiếp luôn. Đó. Đấy, rồi là nháy cảnh báo SOS nhá. Rồi. Rất đa chức năng và cực kỳ là hay luôn. Về cái mã hàng này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đội đầu ba bóng nhá, hoặc là đèn D3 đều được. Giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác là đầy đủ, bao gồm là cả đèn, cả pin, cả sạc, là full combo một cái bộ nhài mới nguyên hộp thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Còn nếu mà các muốn mua thêm pin để làm pin sơ cua, pin dự phòng cho cái đèn này thì hiện tại em đang bán lẻ một viên pin 18650 nhá, với mức giá là 20k một viên nhá, thì các bác có thể mua thêm. Còn sẵn trong đèn thì đã có pin rồi. Đấy, đây là em quảng cáo luôn thôi. Đó. Thì đèn đầu ba bóng nhá là 120k. Đấy, rất nhiều chế độ sáng khác nhau và cực kỳ sáng. Và cái hay của sản phẩm mới thiết kế thông minh này, rồi là nó đặc biệt là nó dùng pin rời, nên là ví dụ mình có thay thế pin nó rất là dễ dàng thay thế nhá. Sửa chữa cũng dễ dàng luôn. 120k một sản phẩm nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng cũng mới về, đó là cái cuộn thiếc hàn, thì em sẽ quay cập nhật cho bác luôn. Đó là đợt đấy em về cái cuộn này, thì cuộn này trọng lượng của nó sẽ là 100g nhá. Bữa trước thì nhiều bác cứ hỏi là một cuộn này thì được bao nhiêu gram với các thứ. Giờ thì trước là bán cái cuộn kia thì giá nó rẻ hơn. Đấy, nó dạng cuộn chắc nó khoảng tầm 30g thôi. Nhưng đợt này em nhập cái lô này nó được 100g và giá nó rất là ưu đãi. Giá hiện tại em đang bán một cái cuộn thiếc 100g này, giá sẽ là 30.000 một cuộn nhá. Giá này em bao giá thị trường luôn. Đấy, cam kết các bác bao giá trường, không chỗ nào bán rẻ hơn nhà em thật luôn. Có chỗ người đang bán một cái cuộn 100g này khoảng tầm 5-70.000 cuộn luôn. Đấy, bên em bán các bác chỉ có 30.000 một cuộn thôi. Đấy, coi như là bán lãi tình cảm các bác luôn nhá. Giá rất hạt rẻ, hợp lý luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiếc hàn 100g nhá. 30.000 một cuộn 100g này, cầm nặng trịch luôn. Đấy, chuẩn 100g luôn nhá. Đấy, 30k một cuộn thiếc hàn 100g. Tiếp theo thì em lên cho bác luôn, đó là cái mã vòi đồng tưới cây. Đấy, hôm bữa về hàng mà cũng quên hôm quay bác luôn này. Đấy, lên mã em sẽ cái vòi đồng tưới cây nhá. Đấy, về các bác lắp vào cái có sẵn cái dây nước thì mình về các bác lắp vào các bác xài thôi. Ở cái phần toàn bộ thân của nó là thân đồng nhá. Đấy, và cái phần đầu này thì nó sẽ có chỉnh các chế độ này, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ này, phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ, thì các bác xoay cái phần vòng đầu này. Đấy, các bác chỉnh cái phần vòng đầu nhá, rất ok, rất là dễ xài luôn. Và đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm cho bác luôn, cho bác là một cái đai siết để về là các bác bắt cái ống nước vào, để dùng cái đai siết này các bác siết vào, thế là xong. Đó, thì một bộ là bao gồm là cả vòi cả đai siết này là 40.000 một bộ nhá. Đấy, giá rất hạt rẻ mà dùng rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi đồng tưới cây nhá, toàn bộ là cái phần đầu, phần thân vòi nó toàn bộ đồng luôn, các bác dùng rất là bền. Đó, cái phần đầu vòi có chỉnh được các chế độ nước khác nhau nhá. 40k một bộ sản phẩm vòi đồng tưới cây nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái vòi đồng tưới cây. Thì em đang gửi bác một cái vòi đồng tưới cây này là 40k một cái. Đấy, 40k một cái vòi đồng tưới cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ ví bấm móng tay, ví hồng này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là nhà em có bộ ví xanh với lại nọ kia không, thì em nói luôn là nhà em không bán bộ ví xanh nhá. Nhà em chỉ có duy nhất là cái bộ ví hồng này thôi. Đấy, và em thấy là chất lượng của nó là không khác gì cái bộ ví xanh luôn, mà thậm chí là giá nó còn tốt hơn. Giá thường thường những cái bộ ví xanh các bác đang mua khoảng tầm 70-80.000 một bộ luôn, nhưng bộ này thì giá rất hạt rẻ, nó chỉ có là đi 60.000 thôi. Đấy, bên em đang gửi bác giá một bộ ví nhá, ví hồng này là 60.000, là đầy đủ phụ kiện này, bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai này, rồi là có phần nặn mụn này, kìm cắt lấy ra chết này. Đây, nguyên các bác mua là đã sở hữu được là ba cái bộ bấm móng tay rồi này. Đấy, rồi là những cái phụ kiện đi kèm, cũng như là nhíp này, rồi là kìm cắt lấy ra chết nặn mụn này. Bên này thì sẽ có là kìm kéo các thứ này. Đó, đầy đủ cho bác luôn, là một bộ này là về các bác xài cho cả gia đình nhà mình luôn, đặc biệt là cho chị em phụ nữ này, các bác hay làm móng làm nail ấy. Đấy, thì các bác xài bộ này xem rất hợp lý luôn, đựng trong một chiếc ví hồng rất đẹp luôn nhá. Đó, giá thì bình dân là rẻ, nói chung là giá rất là tốt mà sản phẩm dùng ok. 60k một bộ nhá, các bác lên mã như sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng bấm móng tay ví hồng nhá, 60k một bộ thôi, chỉ có 60.000. Đấy, nói chung là không có ví xanh ví chiếc ở đâu. Đấy, nhà em chỉ có duy nhất một mã là bộ ví hồng nhá, là 60.000. Nói chung là em thấy sản phẩm nó ok mà giá hợp lý thì em lấy về bán cho bác cái mã này. Đấy, vì cái mã này là giá nó tốt này, mà sản phẩm thì ok này. Chứ bình thường là các bác mua những cái bộ kia nó không có giá 60.000 đâu, ít là khoảng tầm 80-90.000 bộ luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái bộ ví hồng cũng đầy đủ phụ kiện y nguyên những cái bộ kia, mà giá thì rẻ hơn, nó chỉ có 60.000 bộ nhá. Lên mã em sẽ được bộ ví hồng 60k một bộ nhá, 60k một bộ.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái lọ gia vị đen, lên mã em sẽ cái lọ gia vị đen, cái lọ này về để chuyên các bác đựng gia vị nhá, mắm muối mì chính cái thứ vào đây rất là hợp lý này. Đấy, giá thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái bộ lọ gia vị đen nha, lọ gia vị đen, đấy, lọ gia vị đen nhá, giá của nó sẽ là đi 15k nhá, 15k một lọ thôi, chỉ có 15.000 một cái lọ gia vị đen này, giá rất hạt rẻ bình dân đây, lấy cho bác coi này, đó. À, thiết kế thì phần thân này của nó sẽ là bằng thủy tinh nhá, nên là các bác dùng rất yên tâm an toàn sức khỏe. Bên trên này thì là nhựa đó, thì đây về đây bác mở nắp ra này đó, mở nắp ra sau đó các bác lấy ra cái thìa ra đấy, xoáy chặt cái nắp này vào, các bác cho gia vị ở đây nhá, đấy cho gia vị đây và các bác lấy cái thìa cắm ở đây cho nó cắm ở đây đấy, và bắt đầu các bác cho là các bác dùng thì các bác đậy nó vào, à, không dùng các bác đậy nó vào, lúc nào dùng thì các bác lấy nó ra đấy, ở đây nó có sẵn cái thìa, các bác lấy cái thìa xúc cho em đấy, đong cho em ví dụ như là và ba thìa nước mắm mì chính cái thứ này đấy, bột canh các bác lấy ra đấy, cha vào đó, lúc nào dùng xong các bác đậy vào. Bình thường là các bác những cái lọ bình thường là các bác cứ hãy với tay vào, các bác lấy những cái thìa ra rất là khó chịu đây, con này thiết kế là cái thìa sẽ dính luôn đây rồi đấy, để các bác lấy ra đấy, lấy thìa ra hất nó vào đấy, lúc nào dùng xong lại đậy nó vào cái thế là xong, rất ok luôn. Toàn bộ phần thân này là thủy tinh, dùng rất là ok luôn. Bên trên thì là nhựa ABS cao cấp nhá, đó lên mã giúp em xem cái lọ gia vị nhá. Bên em đang gửi vào một cái lọ gia vị này, đựng gia vị nhà bếp này là 15k một lọ nhá. Em sẽ là cái máy đuổi muỗi nhá của Hacker thì cái hãng này rất là nổi tiếng và các bác chắc là nhiều bác biết về cái sản phẩm này đó, máy đuổi muỗi Hacker nhá. Giá của nó sẽ là 60k một cái bộ máy này. Đấy, một bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái lọ tinh dầu. Đấy, một cái lọ tinh dầu để các bác xông để đuổi muỗi nhá. Cái này thì nó không diệt được muỗi đâu ạ, nó chỉ có đuổi muỗi đi, nó tránh xa cái khu vực mà các bác sử dụng cái máy này, khi mà các bác cắm vào thì muỗi nó thấy cái này thì nó sẽ tránh xa. Đấy, nó sẽ bay xa đi nhá. Nói chung là khi mà nó có cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi nhá, nó không bén bảng quanh khu vực nữa. Nói chung là các bác cắm vào trong phòng hoặc là các bác sử dụng trong phòng các thứ rồi đấy, phòng ngủ này, phòng khách các thứ là ok đấy. Nói chung thì máy thì cực kỳ dễ sử dụng thôi đấy, thì bộ sản phẩm máy thì sẽ bao gồm là một thân máy và đi kèm cho các bác là một lọ tinh dầu như này đấy, với mức giá sẽ là 60k nhá, với mức giá sẽ là 60k thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi của Hacker nhá, máy đuổi muỗi của Hacker đấy, hãng này rất là nổi tiếng rồi, 60k một cái bộ máy đuổi muỗi Hacker nha. Và khi mà nếu mà các bác muốn có nhu cầu mua thêm tinh dầu đấy, thì hiện tại bên em đang bán là cái tinh dầu đuổi muỗi này thì bên em đang bán bác là đi 20k một lọ nhá, 20k một lọ nha. Một lọ này là các bác đốt liên tục trong vòng là 480 tiếng nhá. Đấy, rất được lâu luôn. Đấy, 480 tiếng là 20.000 một lọ nhá, 20.000 một lọ. Còn các bác lấy nguyên máy thì một bộ máy là bao gồm một máy một tinh dầu là 60.000 các nhá, 60.000. Còn mua thêm tinh dầu là 20k thì đây, cái này thì rất là dễ dàng dụng thôi. Về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Đấy thì nó sẽ lên đèn báo. Và các bác gỡ cái này ra. Đấy, gỡ cái này ra này. Đấy, tháo cho em cái nắp nhựa xanh này ra. Đấy thì ở đây nó có một cái bấc nhá, một cái bấc này. Đấy, nó có sẵn cái bấc này rồi. Các bác xỏ vào đây. Đấy, xỏ vào đây và các bác xoáy cho em vào. Xoáy vào rồi. Đấy, xoáy vào đây và các bác cấp nguồn thì cái bấc này nó sẽ nung nóng, cái bấc này thì cái mức này nó sẽ bốc lên và cái mùi nó sẽ bốc lên và con muỗi nó sẽ thấy cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi chỗ khác nhá. Đấy, cái này nhà em đang dùng rồi. Đấy, các bác cắm vào trong phòng, trong nhà rất là hợp lý luôn. Mình bình thường là các bác hay xài những cái dạng hương muỗi, các bác đốt ấy, mùi nó cực kỳ khó chịu luôn, nhưng con này nó không có mùi các bạn. Đấy, nó không có mùi. Đấy, nó chỉ có dành riêng cho con muỗi thôi. Nên là con người mình các bác cứ sử dụng thoải mái, không vấn đề gì đâu. Không ảnh hưởng gì đến con người hay là trẻ em có thứ gì nhá. Nên là có yên dùng yên tâm. Nói chung là hàng của hãng, hàng của Hacker này thì rất là nổi tiếng rồi ạ, đạt rất là nhiều chứng nhận các thứ đầy đủ hết đây này, đó rất ok nhá. 60k thôi nhá, 60k lên mã giúp cho em sẽ là máy đuổi muỗi nhá, là 60k một bộ máy đuổi muỗi. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu để về các bác hết thì các bác lại dùng tiếp thì đang bán bác cũng lẻ một cái chai tinh dầu đuổi muỗi nha, với mức giá là 20k một chai nhá. Còn mua nguyên máy không thì là 60k thì một hộp này là bao gồm là một máy và một lọ tinh dầu nhá. Thì đây, đấy một bộ máy nó sẽ nhà, một máy một lọ tinh dầu. Đấy, còn mua thêm tinh dầu là 20k nhá. Đấy, máy đổi mỗi 60, tinh dầu mua thêm là 20. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái máy thổi hút bụi này. Bữa trước đang bán thì hết hàng, thì đây hôm nay tiếp tục hàng về nhá, tiếp tục hàng về.
máy thổi hút bụi nha. Cái này thì vừa có thể thổi vừa có thể hút được luôn, nhưng mà chủ yếu thì dùng cho việc thổi thì nó sẽ ok hơn, chỉ hút nó chỉ là phụ thôi các bạn, chủ yếu là thổi các bạn, chủ yếu là thổi đấy. Thì về các bác dùng này mình để thổi bụi lá, thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây cái thứ này đấy, rồi là thổi mùn các thứ rất ok luôn. Đây một con máy đầy đủ nguyên hộp nha, sách hướng dẫn sử dụng các thứ này đó, phụ kiện các thứ đi kèm. Thì đây là thân máy nhá. Sản phẩm này thì hàng của Trung Quốc nhá, made in China. Đó, em nói luôn, hàng của Trung Quốc. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá, và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá. Cực kỳ khỏe luôn. Con này máy chạy khỏe lắm. Nó thổi cực kỳ khỏe luôn, chuyên là thổi mà. Đấy, chuyên là thổi. Thì đây là cái phần dây nguồn. Sử dụng cho em trực tiếp là cái nguồn 220. Đấy, trực tiếp nguồn 220. Đó, đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm thì các bác cầm này. Đấy, sau đó là các bác thổi đây, muốn thổi thì các bác lắp cho em cái ống về cái phía đằng trước này này, nó có cái ống chuyển trước để các bác lắp cho em cái này vào. Đó, các bác bấm là các bác thổi có thế thôi. Còn nếu mà các bác muốn hút đấy, các bác muốn hút thì các bác lại chuyển cho em cái ống này về sang bên hông nhá. Đấy, về sang bên hông. Đó, thì cái chỗ hút của nó thì nó sẽ là bên hông nhá. Đấy thì nó sẽ hút vào mà. Đấy thì các bác hút thì hút vào đây, và cái hướng thì nó sẽ đẩy ra đây. Đó, thì đi kèm với bác là một cái túi đựng như này. Đấy, một cái túi đựng như kiểu là đựng cái rác thừa các bác hút ấy, thì nó sẽ đẩy ra cái túi này các bác nhá. Đấy thì các bác lắp sẽ đúng nhỉ, trên video các bác nhìn này. Đó, thì các bác sẽ đổi cái hướng thổi ra đằng này. Đó, còn nếu mà các bác muốn thổi thì các bác lại tháo ra. Đó, sau đó các bác lắp cái đầu này vào, và các bác cứ thế là các bác thổi thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác một cái con máy thổi hút bụi như này với mức giá sẽ là đi 220k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Đấy, máy thổi hút bụi. Thổi hút này, bụi này. Vừa thổi vừa hút nhá, nhưng mà chủ yếu là thổi thôi các bạn. Hút thì nó là phụ thôi, chính là thổi thôi nhá. Giá của nó sẽ là 220k. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất là rẻ nhá. Đấy, đi bữa trước mà bác nào mà có hỏi nhưng mà chưa mua được thì hôm nay, bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Máy thổi hút bụi là 220.000 một chiếc. Đó, chuyên để các bác thổi nhá, chuyên để các bác thổi. Đây em sẽ cắm test bác coi về thực tế máy này, máy chạy khỏe lắm, nó hút nó thổi kinh khủng khiếp luôn. Đây, bấm đấy các bác nghe cái tiếng máy này. Đấy, có thấy không? Các bác nhìn này. Đấy, thấy không? Nó thổi kinh khủng khiếp luôn, thổi mạnh lắm các bạn, dã man mà. Cái vòng tua của nó là 13.000 vòng trên phút cơ mà, nên nó thổi khỏe lắm đây. Thấy không? Thổi khỏe dã man luôn này. Đấy, con này các bác về thổi lá này, thổi bụi này rất là hợp lý luôn. Đó. Anh em công trình công trường này, các bác sử dụng gia đình này, thổi bụi, thổi lá, thổi mùn, thổi gỗ thứ là rất hợp lý luôn. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đấy, máy siêu khỏe luôn. Đó, rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi bụi nhá. Đấy, sử dụng điện 220 các nhá, sử dụng điện 220. Siêu khỏe luôn, chuyên thổi các nhá, chuyên thổi và có thể nó hút bụi. Giá đang gửi bác là 220k một chiếc máy thổi bụi nha. Bao ship cho bác tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Đấy, lâu lâu quay cho bác cái mã này, và cái mã này hiện tại bây em vẫn đang bán rất là chạy luôn. Mà dùng cực kỳ thích luôn các bác, về dùng lau nhà, lau cửa, lau trên trần nhà các thứ này, lau kính, lau hiếc các thứ rất sạch sẽ luôn. Đó. Đó là cái giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác một cái cây chổi lau nhà tam giác này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Giá sẽ là đi 100k một cây nhá, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái miếng lót dự phòng để về các bác thay thế thì hiện tại em đang bán một cái miếng lót dự phòng nha. Đấy, lên mã em sẽ cái miếng lót tam giác dự phòng. Đấy thì bên em đang bán một cái miếng lót này là 20k một miếng nhá. 20k một cái miếng lót dự phòng. Thì về các bác ví dụ như mỗi lần mà mình có hỏng một cái miếng này nó bẩn rồi, các bác muốn giặt để các bác lắp cái miếng khác và các bác thay, thì các bác mua cho cái miếng này về, thì một miếng này là 20k để các bác có thể mua thêm khi mà mua kèm chổi. Còn chổi hiện tại em đang bán chỉ 100.000 một cây thôi, mà lau rất là ngon luôn. Đây sẽ mở ra cho bác coi này. Thì khi mà bên em gửi thì nó sẽtháo rời ra đấy để tiện việc vận chuyển. Còn về thì các bác lắp vào các bác xài thôi. Cái này thì nó dễ dàng lắp công mà, đấy, cực kỳ dễ lắp đặt và sử dụng luôn. Đó, rất dễ lắp đặt mà lau rất là ngon luôn. Bán rất là nhiều, đợt Tết em bán kinh khủng luôn. Đây. Đó, nó sẽ ba khúc như này. Đấy, một khúc giữa này, và một khúc đầu này.
Tiếp theo là những khúc inox là khúc giữa này. Đấy, thì các bác xỏ vào. Ở đây nó có cái gen xoáy này, các bác cho đây các bác xoáy vào cho em. Đấy, cho vào các bác xoáy vào là ok. Đấy, xoáy này. Tiếp theo nữa thì là xoáy cho bác em cái đầu chui vào này. Đó, ấn xoáy vào. Thế là xong. Cái này dễ lắp đặt á. Chị em phụ nữ này. Đấy, rồi là các cháu trẻ là mình cũng có thể lắp thoải mái và con này sử dụng đa năng đây. Có thể xoay gập các hướng các kiểu này. Đấy, và một cái rất là hay, một cái chế độ rất hay là các bác muốn chế độ mà nó vắt ấy thì muốn tự động vắt các bác không cần phải cho tay các bác vắt thì các bác cầm, các bác rút cho em, rút này. Cầm rút này. Đấy thì khi mà rút thì nó sẽ xoắn vào nhà. Các bác nhìn này, nó sẽ xoắn vào nhà. Đấy thì nó sẽ vắt khô luôn nhá. Đấy và các bác thả ra nó lại về bình thường. Đó và có lúc nào vắt thì các bác rút cho em này. Một tay các bác cầm cái nhựa, một tay có cầm cái phần nối này, các bác cầm rút này. Đấy và các bác lại đẩy ra cái này, rút này. Đấy các bác đẩy ra cái thế là xong. Sau đó các bác lau nhá. Lau cục các hướng các kiểu luôn. Đó rất ok, lau nhà, lau cửa, lau kính, lau giá các thứ ok luôn. Đấy, gập gật gù thứ rất là ngon lành luôn nhá. À, quay gật 8 hướng tứ phương luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100.000 một cây thôi, dùng rất là hay luôn, 100k nhá. Cây chổi lau nhà tam giác là 100k, còn nếu các bác mua thêm cái miếng lót nha, thì hiện tại em đang bán lẻ một cái miếng lót mua về thay thế thêm thì là 20k một miếng cũng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này. Vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc. Cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bẩn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín khít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có. Phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, lau rất là ngon luôn. Các bác có thể lau trên trần nhà này, lau dưới đất này, lau trên tường kính, tường đá hoa này. Đấy, lau mọi vị trí luôn. Đấy, và cái phật cán nó khá là dài nhá. Các bác lau kính sạch kín kít luôn. Đấy, rồi là có cả chế độ tự vắt rất sạch, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, đây. Quay các hướng các kiểu luôn nhá. Đó thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đấy, cái này bên em bán rất là nhiều mà các bác dùng rất thích luôn đấy. Đó. Rất hợp lý luôn này. Sức men gạch, sàn gỗ vân vân, đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín khít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có. Phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, 100k một cái cây chổi tam giác nha, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm miếng lót thì tại em đang bán một miếng lót này là 20k một miếng nhá. Các bác có thể mua kèm thêm khi mua chổi. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái ấm siêu tốc của Hikari, hàng của Nhật này, rất xịn sò luôn này. Em báo giá luôn, hiện tại em đang bán cái ấm siêu tốc của Hikari này với giá sẽ là 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, cái này thì bán cũng rất là nhiều. Sản phẩm này thì có sẽ có công suất là 1500W nhá và sử dụng điện 220. Dung tích của sản phẩm này sẽ là 2.3 lít. Đó, về các bác dùng sử dụng gia đình thì em này rất là hợp lý luôn. Đó, chắc chắn, chất lượng, độ bền cao. Đó. Cái này thì anh em dùng con này từ cái đợt anh em bán là cách đây chắc khoảng tầm 3 năm rồi và anh em vẫn đang dùng cái con này luôn, siêu bền. Đấy. Bữa trước là con bác đang vào là có một con anh em cũng đang dùng mà nó bị lỗi, cái lỗi cái đầu dây anh em đang dùng mà bác ấy thấy bền quá, bác phải mua, bác bảo mua được, kể cả thay dây tôi cũng mua. Đấy, vì cái chất ấm nó rất là bền, cực kỳ bền luôn đó. Dùng bền bỉ, dùng nồi đồng cô đá lắm, dùng thích cực kỳ. Đó đây, hàng vẫn nguyên siêu này. Đó, hàng của thương hiệu Hikari nhá các bác nhá, made in Japan. Đó, made in Japan, đây có chữ dập chìm luôn trên thân này. Đó, made in Japan này. Tay cầm này, thiết kế này có phần công tắc lẫy nhảy tự động nhá, khi mà nước sôi tự động sẽ nhảy nhá. Đây phần mở nắp này các bác mở ra cho em. Đó, ấn vào này, đóng được các bác ấn vào, các bác kéo lên nó mở ra, tự động mở ra, nó có phần lẫy nhau nhá, rất hợp lý luôn. Bên trong toàn bộ inox nhá, cực kỳ dày, inox dày lắm. Và bên ngoài thì sẽ có một cái lớp nhựa rất dày chống nóng, giữ nhiệt, cách nhiệt này, để khi mà các bác sử dụng các bác cầm nắm này nó không bị va chạm mà nó cũng đỡ bị bỏng nhá, đỡ bị bỏng này. Đó, rất là ok. Đây là phần đáy này, đây thông số công suất này, Hikari này. Đấy, sử dụng điện 220, công suất sẽ là 1500W nhá và dung tích là 2.3 lít, hàng của thương hiệu Hikari. Đây phần khâu khóa đồng luôn, xịn sò. Đây là phần đế ấm nhá, đế ấm thì sẽ có là phần đế ấm này, toàn bộ vòng ngoài được bo vùng quanh là kim loại này. Đó, đây phần đế ấm bằng khâu đồng luôn nhá. Rồi là dây nguồn to, chắc chắn, chất lượng, nói chung là con này siêu bền, dùng thì yên tâm về chất lượng. Nồi đồng cú đá đi cho em, giá thì nó cũng rất là rẻ phải chăng thôi, chỉ có 320.000 thôi cô nhá, 320k.
lên mã giúp cho em sẽ là cái ấm siêu tốc nhá, ấm siêu tốc của Hikari đó, 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok, công suất là 1500W nhá, dung tích 2.3L, sử dụng điện 220 nhá, nhớ giúp em là dùng điện 220 nhá các nhá, dùng điện 220, thiết kế là cực kỳ chắc chắn chất lượng, cầm một chiếc ấm nó nặng trịch luôn đó. 320k hàng của Hikari made in Japan đó, rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái bộ dao Đức 3 cây nhá, em báo giá luôn, bộ này chỉ có giá 130.000 một bộ thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Willing nhá, hình hai ông người này, đấy, Willing hai ông người, hàng của Đức nhá, lên mã em sẽ cái bộ dao Đức 3 cây nhá, bộ dao Đức 3 cây này, bộ dao Đức 3 cây đấy, giá sẽ là 130.000 cho một cái bộ dao Đức 3 cây này. Đấy, một set là 3 cây đấy, cùng một con chuyên lọc thái, một con chuyên để chặt này, một con chuyên để thái bản to nhé, thái bản to rất hợp lý luôn. Nói chung các bác xài gia đình bộ này cho em rất hợp lý. Đây em sẽ bóc cho bác một bộ này full mới, mới keo nguyên hộp luôn này. Đấy, full mới tinh luôn nhé, full mới tinh, hàng mới keo nguyên hộp nhé. Các bác có thể mua về làm quà biếu tặng cũng rất là chất lượng luôn. Đây hàng nó đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, một set 3 con hàng của Willing đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, rất đẹp nhá, đóng gói từ khâu đóng gói là thấy nó chất lượng rồi này. Đấy, nó sẽ gồm có là đi một cây này, một cây này thì chuyên để các bác lọc thái này. Đấy, một cây này thì chuyên để các bác lọc thái, lưỡi thì cực kỳ sắc bén luôn. Đây logo Willing dập luôn trên thân dao này. Đấy, con này chuyên lọc thái này, rất hợp lý. Phi lê, lọc thái phi lê, con này là một cái con kiểu dạng thái bản to nhá, nhiều bác rất thích thái bản to con này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy, thái bản to các bác thái thịt bò nhiều các thứ là thái bản to, dùng con này cho em rất hợp lý đó. Rồi tiếp theo thì là một cái cây kiểu dạng chuyên chặt này. Đấy, chuyên chặt rồi. Chuyên chặt thôi nhá, chuyên chặt thì các bác dùng em con này. Đấy, chuyên chặt nhá thì các bác dùng em con này. Đây đó, chặt xương nhặt trước các thứ thì em dùng con này ok. Đấy, logo Willing rất chất lượng luôn nhá, vân gỗ rất đẹp nhá, tay cầm này được bo inox vùng quanh luôn. Đấy, không lo long chui long cán nhá. Đấy, thì một bộ của nó sẽ gồm có 3 cây này. Một bộ là 3 cây này nhá. Đấy thì em giá hiện tại bây em đang gửi bác một cái bộ dao Đức 3 cây này sẽ có giá là 130.000 bộ nhá, chỉ 130.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ luôn mà sản phẩm dùng rất chất lượng, sắc bén vô cùng luôn. Bộ dao Đức 3 cây 130k bộ, các bác có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, vì hàng nó nguyên hộp này rất chất lượng luôn, đẹp. Và tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái nồi cơm Chigo, nồi Phật, một nồi nồi Chigo 1,2 lít này. Đấy, con này thì quá hot hit rồi và bán cực kỳ chạy với shop nhà em luôn. Đó, dung tích của cái mã nồi cơm này thì sẽ là 1,2 lít nhá, sử dụng là điện 220 rất ok, nấu cơm cực kỳ ngon, chín thấu rất là ngon luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, thì đây em sẽ khui, đây sẽ bóc hàng cho bác coi này. Hàng mới keo nguyên hộp luôn, rất chắc chắn chất lượng nhá. Về cái này phù hợp cho bác nào mà ở một mình hoặc là ví dụ khoảng tầm 2 người là ok. Đấy, 1 đến 2 người thôi nhá. Đấy, nó không ăn được nhiều đâu ạ. Vì cái dung tích nó nhỏ, nó chỉ 1,2 lít thôi. Nên là nhiều bác cứ bảo là nồi này là nó hơi nhỏ hay như nào, thì em nói luôn là nồi này nó chỉ có 1,2 lít thôi, nên là các bác phải thông cảm giúp em là nồi lít 2 thì nó phù hợp khoảng tầm 1 cho đến 2 người ăn thôi. Đấy, nhiều thì là 2 thôi, chứ còn cùng lắm thì là 1 người ăn là hợp lý. Đó, chứ còn nhiều quá là không đủ dung tích đâu, vì cái nồi này nấu cơm là nó chỉ có 1,2 lít thôi, nó rất là nhỏ ạ. Đấy, rất là nhỏ, phù hợp cho ví dụ như là hai ông bà hoặc là những người ở một mình, hoặc là ví dụ học sinh sinh viên thì mua con này cho em rất chắc chắn. Nhưng mà bù lại nó nhỏ, nhưng mà nó cái công suất của nó là 200W nên nó nấu cơm rất ngon luôn, nấu cơm chín thấu. Cái này em đã test thử thực tế rồi, nấu cơm cực kỳ ngon, cơm chín dẻo đều mà rất là bền các bạn, rất bền. Thì đi kèm sẽ gồm có là một cọng dây nguồn này, môi xới cơm này. Đấy thì thao tác mở rất dễ, các bác mở cho em hai cái nắp ra. Đấy thì mở lên, đây là phần nắp của nó này. Đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Bên trong này thì sẽ có một cái cốc đong nước các thứ này, giấy bảo hành hướng dẫn sử dụng của sản phẩm này. Đó, rất ok. Đây là cái phần lòng nồi này. Đấy, lòng nồi thì có chám một lớp chống dính nhá, rất chắc chắn, dày dẫn luôn. Đó, đây là phần lòng nồi, còn đây là phần bên trong. Hàng này thì của nó thì cái mâm này của nó độ nóng cao, độ nóng cao và mâm rất là dày, cầm sờ cái mâm nó nặng trịch luôn mà nó dày dã man. Dày này thì khi mà cái lượng nhiệt nó tạo ra nó rất là lớn, và lớn thì cơm ấy chín thấu nó ngon nhá. Cái dòng này thì nó là dòng nồi cơ, dòng nút bấm nên là các bác dùng rất là dễ, đặc biệt là người già dùng rất dễ luôn. Bình thường là các bác dùng những cái nồi điện tử ấy, bấm các thứ nó rất là nhằng mất công, thì như đây nó là dòng nút bấm. Chỉ nhớ giúp em là nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút thôi. Đấy, còn các bác không bấm nút thì cơm nó sống cũng thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút nhá, cấp nguồn vào, cho cơm cho nước vào, sau đó có bấm nút kèm cái là lúc nào cơm chín tự động nó nảy, có thế thôi, rất là dễ dùng dễ xài nhá. Và cơm nấu cực kỳ ngon luôn,
Riêng dòng này nếu mà cơm nấu không ngon thì em không lấy tiền của bác luôn. Về các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Đấy, các bác cứ test thử cho em, nếu mà nồi mà có vấn đề gì các bác cứ báo cho em, bên em hỗ trợ để bác xử lý cho bác nhá. Còn em nói luôn là nồi này của nó là nồi 1 lít 2 nhá, nồi 1 lít 2 thì phù hợp đấy, phù hợp cho 1 đến 2 người ăn nhá. Đấy, 1 đến 2 người ăn. Nếu mà ăn khỏe mà ăn nhiều ấy mà thì cũng không đủ đâu. Ăn khỏe ăn nhiều cũng đủ đâu. Còn ví dụ như ăn vừa hai ông bà hoặc là ở một mình học sinh sinh viên thì ăn là rất phù hợp, ok. Nồi dùng tinh lý 2 nhá. Sử dụng điện 220 và công suất là 200W nhá, rất là hợp lý luôn. Giá thì em báo luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm một cái nồi cơm của Chigo nhá. Nồi cơm mã sẽ là nồi cơm Chigo. Đấy, hàng nội địa rất xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 220k nhá, 220k. Đấy, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất hợp lý nhá. Nồi cơm lên mã em sẽ là cái nồi cơm Chigo 1,2 lít nhá, 1,2 lít đó. 220k bao ship cho bác tận nhà. Hàng mới keng nguyên trong hộp luôn nhá. Hàng mới keng nguyên trong hộp trong. Nguyên trong hộp luôn, rất là ok, nấu cơm rất là ngon. Đấy, riêng dòng này nấu cơm siêu ngon luôn. Đấy, không ngon không lấy tiền các bác luôn nhá. Rất chắc chắn chất lượng luôn. Cầm một chiếc nồi nặng trịch luôn nhá, thiết kế chắc chắn lắm. Đó, đây. Có tem mã miếc các thứ đầy đủ của hãng rồi nhà xuất nhá. Hàng này của nó là hàng công ty nên là các bác yên tâm, dùng rất chất lượng luôn. Đó, đây. 200W này. Dung tích 1,2 lít này, sử dụng điện 220 này. Đó, xịn sò con bò luôn. Đó. Nồi cơm Chigo nhá, 1 lít 2, giá hiện tại đang gửi bác là 220k một chiếc nồi cơm Chigo này, bao ship tận nhà luôn. Máy xay khô rất nhiều bác hỏi cái mã luôn thì đây hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Và giá thì vẫn như mọi khi. Báo giá bác luôn, lên mã em sẽ có con máy xay khô, máy xay hạt nhá, máy xay khô, xay hạt khô này. Giá của nó sẽ là 120k một cái sản phẩm nhá. Đấy. Chuyên để các bác xay hạt này, ví dụ như các bác xay bột quế này, xay bột ớt này, rồi là xay hoa hồi thảo quả, xay đỗ tương này, xay bột gạo này. Đấy. Công suất của sản phẩm này sẽ có công suất là 250W nhá. Và sử dụng giúp em là điện 220. Đó. Tần số là 50Hz nhá các bác nhá. Đó, rất chắc chắn luôn, con máy cực kỳ ok. Mà giá nó rất bình dân, chỉ có 120.000 thôi. Nói chung với sản phẩm này các bác dùng gia đình cho em rất hợp lý này. Đấy, xay hạt đỗ, hạt ngô, hạt gạo này. Rồi là xay bột quế, bột ớt này. Đấy, nói chung là các bác chuyên dùng để các bác xay đồ khô nhá. Nhớ cho em là các bác dùng để xay đồ khô chứ xay đồ ướt không xay đâu. Đấy, chuyên dùng để các bác xay đồ khô thì đây. Sản phẩm là nguyên hộp nhai. Đấy, dây nguồn này, các bác cấp trực tiếp nguồn 220. Đấy, sau đó là các bác cho những cái đồ các bác cần xay vào đây nhá. Lưỡi của nó là hàng 4 lưỡi nhá, nó chém rất khỏe luôn, xay rất nhanh nhá. Xay rất nhanh, chém rất khỏe. Cái cối của nó là cối inox nên là khi mà các bác sử dụng rất dễ dàng vệ sinh, không lo bám dính. Đó. Đây là cái phần nút công tắc này, các bác bấm vào đây cho em là máy nó chạy, có thấy đâu, bấm vào đây là máy nó chạy, có thấy đâu nhá. Cấp nguồn bấm vào đây là máy chạy, rất ok, cực kỳ là dễ sử dụng luôn, mà máy chạy cực kỳ khỏe, xay rất là nhuyễn nhá. Đấy, xay rất nhuyễn đây, cái anh em đang xài này, đây này, bật cho các con. Đấy, đây, cái này là em đang xay gạo nhá. Đó, con này là nhà em đang xay gạo, đang xay gạo. Đó, đây có nhìn này. Đấy, xay phát bốc khói luôn nhá. Các bác nhìn này, bột nhuyễn luôn này. Đây là cái này nhà em đang xay bằng bột gạo nhá, bột gạo. Đấy, ví dụ các bác có muốn nấu tí cháo, tí bột giờ cho cháu thì mình cũng ok luôn. Cho đây các bác xay thành bột rất ok. Xay rất là ngon đấy các bạn, xay ngon lắm. Đó, đây là xay bột các bác nhá. Xay bột nói chung là chuyên để các bác xay bột khô nhá, xay bột khô, xay hạt này. Đấy, xay hạt, xay bột quế, bột ớt này, hoa hồi thảo quả này, rồi là xay bột đỗ tương nọ nọ kia kia rồi, các thứ rồi. Rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình rất hợp lý, chỉ có 120.000 thôi. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là con máy xay hạt, máy xay bột khô nhá. Đấy, 120k một cái sản phẩm nhá. Đấy, nhiều bác bữa trước chưa mua được thì hôm nay có hàng rồi, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá, có nhá, chốt đơn nhanh luôn, mua luôn 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con đài với em. Đấy, đài với em bên em vẫn còn hàng nhá, và cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đài với em có đồng hồ nhá, đài với em có đồng hồ. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đài FM này. Giá của sản phẩm này thì rất là hợp lý và dễ mua luôn, chỉ có 240.000 một cái thôi. Lên mã em sẽ cái con đài FM mà có đồng hồ luôn nhá, có đồng hồ luôn. Giá sẽ là 240k. Đấy, vậy em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. Giá rất hợp lý. Đấy, có cả đồng hồ rất tiện dụng luôn. Đây. Về các bác có thể là bắt đài với em các bác nghe. Đấy, rồi là các bác có thể là bắt với lại kết nối với Bluetooth để các bác nghe nhạc qua điện thoại, hoặc là về các bác có thể là cắm vào cổng USB nhá, cắm vào cổng USB để các bác nghe qua USB hoặc là thẻ nhớ đều được nhá. Đây, đấy, tổng quan của con đài đây, có phần tay sách rất đẹp luôn này. Ở đây thì thiết kế là đồng hồ nhá, có đồng hồ này. Đây là cái núm volume, đồng thời cũng như là cái nút mà bật tắt luôn. Đây, đấy, volume bật tắt luôn, volume cũng như là bật tắt luôn này.
Đấy thì bật tắt các bác bật nút bên tay trái cho em này. Đấy và tăng giảm to nhỏ là các bác cũng vặn cái núm này cho em luôn. Đấy và cái núm bên này là cái núm dò kênh nhá, dò kênh. Đấy thì ở đây sẽ có SV kép này, AM có cả đài AM có cả đài FM này, rồi các bác gạt về cái đằng cùng này ngoài cùng thì là MP3 là các bác kết nối với lại Bluetooth nhá. Đấy còn nếu mà các bác bắt FM thì các bác cứ để cho em cái chút độ FM này. Đấy bật lên cho em. Đấy sau đó các bác dò kênh này. Đấy, các bác cho cái anten này lên cho nó dò cho nó khỏe này. Đấy, cho nó có cái anten này luôn nhá. Đấy, để các bác dò cho nó khỏe này. Đấy, con này thì các bác cứ dò cho em từ từ thôi nhá. Các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức khảo sát, xác định tiêu chí và thống kê số liệu làm cơ sở để nghiên cứu chiếc cự tele sản phẩm 1976 đến 1979. Sáng nay 11 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết Sở đang tham mưu cho thành phố. Nghe rất hay nhá. Đấy, nghe cực kỳ là ấm luôn. Đấy, các bác đặc biệt là các bác người già đấy, rất thích nghe đấy, em thì mua này cho em rất hợp lý. 2025 trước mắt thành phố Hồ Chí Minh sẽ xin phép được tuyển sinh lớp 6 cho đấy cái núm này là cái núm tăng giảm âm lượng đồng thời là cái núm bật bật tắt luôn nhá. Đấy, đây để dự tính ổn định vì mùa tuyển sinh đầu cấp đã cận kề, tiếp theo thành phố cũng sẽ tính toán đến phương án lâu dài. Cái con sản phẩm này thì nó sử dụng cái pin của nó sẽ là cái pin 18650 nhá, pin 18650. Cái pin này thì nó rất hay là các bác có thể là sạc tích điện được nhá. Khi mà hết pin thì các bác đây đi trong thì sẽ có kèm một cái dây cáp sạc nha. Thì các bác cắm vô đây. Đó, cắm vô cái nguồn của nó, cái nguồn của nó, nguồn vào của nó sẽ là cái nguồn DC 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vào đây là các bác cắm sạc cho cái đài này vô tư luôn. Có cổng USB này để các bác cắm nghe nhạc này, thẻ nhớ này, AUX tai nghe và đây là cái nút bật tắt đồng hồ nhá. Các bác muốn bật tắt đồng hồ thì các bác bật cho em cái nút này. Đấy, on off này. Hiện tại đang để off thì các bác bật về on cho em này. Đấy, clock tức là đồng hồ nhá. Đấy, đồng hồ. Đấy, thì các bác bật lên đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ chạy này. Đó, và đằng sau thì là cái nút để các bác chỉnh giờ nhá. Đấy, thì các bác chỉnh giờ. Thì các bác chỉnh bằng cái nút đằng sau cho em. Đấy, ví dụ bây giờ đang là 9 giờ này. Này. Đó, thì các bác xoay cho em về 9 giờ hoặc là các bác ví dụ này, chỉnh về 3 giờ này. Đó, chỉnh 13 giờ ngon này luôn nhá. Đấy là cứ thế là đồng hồ chạy thôi. Rất là hợp lý luôn, có cả đồng hồ theo dõi thời gian cũng như là đài FM. Khu vực quyền Con Plong là động đất luôn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hoạt động của các hồ chứa thủy điện. Sẽ được chuyển sang phần tin vắn quốc tế. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố ngày 10 tháng 3, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp. Đó, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp đó nhá, rất là hợp lý luôn. Đấy, các bác nghe đài thời sự nghe nhạc nhẹ nhẽo ok. Đấy và cái pin này rất là hay là nó có thể là sạc được không nhá, có thể sạc được luôn. Đó. À, và khi nào mà hết pin thì các bác lại là mang cái dây sạc này ra các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại này mình các bác cắm vào đây để các bác sạc và lúc nào đầy pin thì các bác lại mang ra các bác dùng có thế thôi. Dùng hết pin thì sạc. Còn nếu mà các bác trong trường hợp mà các bác sạc mà nó chưa có pin dùng thì mình có thể là mua thêm hai cái viên pin to này các bác lắp vô đây để các bác sử dụng nhá. Còn bên em bán là nó chỉ có kèm viên pin nhỏ này thôi chứ còn không có pin to đâu. Pin to là về các bác tự mua tự lắp nhá. Đấy. Đài nó chỉ nguyên bản là một đài và đi kèm là có pin với cả với cọng cáp sạc này. Đấy thì giá sẽ là 240.000 nhá. Là cái đài này là nó có cả đồng hồ các thứ luôn, rất là xịn luôn, rất là xịn, rất là hay. Đó, có cả đồng hồ, cả đài FM. Nghe rất là to rõ ràng luôn nhá. Đấy, nghe rất là to rõ ràng luôn này. Đó. Rồi, đấy, thực tế về sản phẩm đài FM bên em đang gửi bác nhá. 240k rất đẹp luôn. Về các bác dùng nghe nhạc nghe đài hợp lý luôn nhá. 240k một chiếc đài FM nha. Bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, lên mã cho em sẽ là đài FM có đồng hồ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ mũi khoan tháp đỏ này. Đấy, bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 6 mũi nhá, 6 mũi. Bộ này nó sẽ gồm có là 3 mũi nhá, 3 mũi khoan 6 mũi nhá, tổng là 6 mũi thì nó sẽ gồm có là 3 bộ mũi khoan tháp này. Đấy, kích cỡ là khoan tháp thì các bác khoan cho em kích cỡ là nhỏ nhất là 4 và lớn nhất thì sẽ là được là 32. Đấy thì nó sẽ gồm có là 3 bộ mũi khoan tháp và 3 bộ mũi khoan kiểu dạng khoan zig zag các bác nhá, khoan zig zag khoan ba cái mũi khoan này thì nó là cái mũi khoan zig zag để các bác ví dụ các bác khoan đục tạo lỗ thứ này. Đấy, tạo lỗ tạo khuôn thì các bác dùng cái con cho em cái mũi khoan zig zag này. Còn ba cái mũi khoan tháp để các bác khoan những cái dạng lỗ tròn để các bác ví dụ như các bác ướm vào mình khoan kỹ thuật như thế nào. Đấy thì nói chung là bộ này rất là đa năng mà khoan cực kỳ là sắc luôn. Nó là dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan. Đấy nên là khi mà các bác khoan rất sắc bén. Đó, đây. Kích thước tối đa nó sẽ là 32 và nhỏ nhất sẽ là 4 và sẽ có là 3 mũi khoan tháp, 3 mũi khoan zigzag kiểu dạng
khoan 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 khoét các thứ nhá, kiểu dạng khoan khoét đấy đó. Rồi một bộ này là 6 mũi này, lên mã cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Đấy, bộ mũi khoan tháp đỏ, hộp vì hộp của nó màu đỏ nên em lên luôn mã sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Bộ mũi khoan tháp đỏ này thì mũi khoan tháp đỏ này, đấy, mũi khoan tháp đỏ giá 6 mũi nhá, 6 mũi, giá một bộ này chỉ có 110.000 bộ thôi, 110k bộ, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, về các bác sử dụng khoan đa năng, khoan sắt rồi đồ, khoan thép, khoan gỗ, khoan nhựa thứ trăm, khoan trần thạch cao thứ, khoan đầy đủ các chất loại vật liệu luôn. Nói chung là ok, giá bình dân mà sản phẩm dùng ok, anh em thợ thuyền này các bác dùng gia đình cho em rất hợp lý. 110.000 bộ thôi nhé, 110k bộ này rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Bộ mũi khoan tháp đỏ nhá, 6 mũi 110k, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan zích zắc, khoan lỗ các bác nhá, khoan lỗ đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, khoan rất là ngọt ngào luôn. Đây các bác cùng các bác xem này. Khoan đủ kích thước khác nhau trên mọi vật liệu với bộ mũi khoan này. Đây là cái bộ mũi khoan tháp đa năng sẽ bao gồm 6 mũi khoan như thế này. Mũi khoan hình tháp sẽ giúp các bác khoan được các lỗ từ 4 cho đến 32 ly. Mũi khoan hình zích zắc sẽ có thể khoan ngang, khoan bất cứ hình dạng nào các bác muốn luôn. Được làm bằng thép hợp kim nên các bác có thể yên tâm về độ cứng và bền, và các bác theo như mô hộ nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhé, khoan rất là ngọt ngào nhá. Đấy, ngoài khoan tháp, khoan lỗ tròn này mình có thể là khoan zig zag. Khoan từ 4 cho đến 32 ly. Mũi khoan hình zig zag sẽ có thể khoan ngang, khoan bất cứ hình dạng nào các bác muốn luôn. Được làm bằng thép hợp kim nên các bác có thể yên tâm về độ cứng và bền, và các bác theo như mô hộ nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Rồi lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ 6 mũi nhá, 110k bộ này. Sản phẩm mã hàng tiếp theo thì đó là cái mã hàng thùng đồ nghề này. Đấy, bác nào đang đi làm nghề làm nghiếc hoặc ở gia đình nhà mình được, các bác mua về mình dùng để đựng đồ nghề, cà lê, clip, các thứ, ốc vít là rất là tiện dụng luôn nha. Đây lên luôn cho bác cái mã hàng thùng đồ nghề của Kirito nhá, cực kỳ xịn sò luôn, cái hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Đây, nó sẽ là nguyên thùng nha, rất chắc chắn nha, đóng gói rất kỹ này. Đây để lấy cho bác con. Đó, một chiếc thùng đồ nghề nhá, các bác về dùng để đựng đồ nghề quá tuyệt vời luôn. Con này hàng 3 tầng, dùng cực kỳ chắc chắn luôn, bán cực kỳ nhiều con này, giá bình dân chỉ có hơn 400.000 một chiếc thùng đồ nghề này thôi. Đấy, đây có phần quai sách, quai đeo này. Đấy, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn, anh em công trình công trường đựng đồ nghề hoặc các bác sử dụng thợ thuyền, anh em ở nhà dùng ok luôn. Hàng này thì của thương hiệu Kirito nhá. Đây Kirito này, đấy, chữ dập nổi lên trên thân này. Đấy, cái phần sơn của nó làm nước sơn rất đẹp luôn, nước sơn rất đẹp nhá, chất lượng nhá. Đó, nước sơn làm rất cẩn thận. Hai màu chủ đạo là màu cam và màu xám này. Phần bên hông thì được gia cố này, toàn bộ bằng nẹp thép dày, rất dày luôn nhá. Đấy, nên là rất chắc chắn nhá. Đây em sẽ mở ra các bác coi, cái con này mà khi mà mở ra nó rất là to luôn, mở ra to lắm. Chiều dài kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là vào là 42 nhá, chiều rộng 20 và chiều cao là 20 các bạn, 42 x 20 x 20. Em mở ra bác coi. Đấy, mình mở ra rất to luôn này, đúng như là cái cánh máy bay luôn, rất là to. Thì nó trên này sẽ có những ngăn nhỏ này để các bác đựng những cái đồ nhỏ vào đây. Còn dưới này thì là một cái ngăn to, ví dụ như cái con máy khoan máy khiết thì các bác đựng ngăn dưới, còn những cái bên trên thì các bác chia ra mình đựng cà lê, mỏ lết, kìm kéo, ốc vít, viêu các thứ rồi. Thì các bác chia ngăn ra thì khi mà các bác dùng cũng rất là tiện, mình dễ tìm đồ nhá. Vào nào mà khi mà dùng xong thì các bác lại dập nó vào nha. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Và đây nó có một cái lỗ này, trên cửa nắp này nó có một cái lỗ này, có lỗ chưa? Đấy, cái lỗ này. Để khi mà ví dụ như là trong trường hợp mà mình ấy thì mình mua cái khóa có móc rồi chưa, là rất an toàn luôn, không lo nó bị mất trộm vào nhà các nhá. Nó rất chắc chắn. Con này cái độ nặng của nó về rơi được tầm 4 cân rưỡi 5 cân luôn, rất nặng nha, cầm chắc lắm, cầm chắc nịch luôn. Đó đây, thiết kế rất chắc chắn nhá. Thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó, tôn dày, dạng tôn lá thép tôn dày nhá. Kích thước 42 x 30. Đấy, có thể mở ra đi vào một cách trơn tru, xách đi xách lại rất ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề của thương hiệu Kirito. Đấy, Kirito này. Đấy, thùng đồ nghề Kirito nhá. Em báo giá luôn. Thùng đồ nghề. Đó, thùng đồ nghề thì sẽ có giá là đi 430.000 các nhá, 430k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, bao ship luôn nhá. 430.000 một chiếc thùng đồ nghề bao ship này. Kích thước của nó sẽ là 42 nhân với lại 20 nhân với 20. 42 là chiều dài, 20 chiều rộng và 20 chiều cao nhá. Đó, 430k, hàng của thương hiệu Kirito nhá. Đây các bác cùng ngắm lại em nó một lần nữa này, rất đẹp luôn. Đó, rất chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Phải rơi vào tầm 4 cân rưỡi 5 cân, cầm chắc lắm. Cầm nặng chắc chắn. Không có một tí nào gọi là dơ giếc các thứ gì, chắc nịch luôn. Đó, xịn chất lượng. Này, quá đẹp luôn này. Thiết kế cực kỳ chắc chắn mà tối ưu công năng sử dụng nhá.
430.000 một chiếc nhá, 430k một chiếc thùng đồ nghề của Kirito nhá. Đấy, 430k một chiếc, quá đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kẹp Eto của thương hiệu Asahi này. Em báo giá luôn 190.000 cho một chiếc kẹp Eto của Asahi này. Các bác cứ lên mã cho em xem cái kẹp Eto nhá. Kẹp Eto để về các bác kẹp đồ các thứ cho mình làm nghề rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, kẹp ghim những cái đồ đạc mình cần làm nhá. Tạo những cái sự cố định chắc chắn khi mình làm việc nhá. 190k một cái con kẹp Eto của Asahi này. Đó, đi đây. Kích thước của nó thì em sẽ quay trực tiếp ở trên màn hình các bác cùng nhìn này. Đấy, toàn bộ thì kích thước ở bên ngoài vỏ hộp nó có hết luôn nhá. Đấy. 55mm này, con này có thể kẹp di động được mọi chỗ mọi nơi nhá, vì nó có thể kẹp tháo ra vào được này. Đấy, xoay tròn 360 độ nhá. 60mm này. Đấy, 50 60 kích thước đầy đủ ở trên hình các bác đang coi đây. Đó. Thì cơ sẽ có giá là 190.000 một chiếc nhá, dòng kẹp Eto của Asahi. Hàng bãi Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Chắc chắn lắm. Đấy, con này thì em bán khá là nhiều rồi. Để các bác xài sử dụng mình kẹp bàn rất tiện dụng đây. Nó có thể là tháo ra lắp vào tùy nhu cầu nhá, mình có thể là tiện dụng di chuyển mọi chỗ mọi nơi nhá. Đấy, và đây là cái nấc này. Đấy, các bác có thể là xoay tròn 360 độ nhá. Đấy. Xoay tròn các hướng luôn. Đó đây, và đây là phần kẹp. Thì lúc nào mà kẹp được các bác nới ra. Đấy, các bác nới ra này. Đó, các bác nới ra để các bác kẹp nhá, con này rất trơn tru luôn, xoáy rất ngọt ngào nhá. Đấy thì mình dùng để mình kẹp đồ các thứ đây. Ở này có phần radian này để các bác kẹp nó không bị trơn trượt này. Ở đây nó còn có một cái chỗ để các bác đe nhá. Ví dụ như là các bác gõ gõ thì các bác dùng chỗ này các bác đe vào. Đấy, để các bác đe, các bác gõ gõ những cái chỗ này. Và cái phần này phần kẹp có thế thôi, rất ok. Thao tác rất đơn giản, rất dễ xài, dễ sử dụng nhá. Nói chung là dùng gia đình này. Anh em thợ thuyền dùng làm nghề cho em con này cũng quá ok luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái chiếc kẹp Eto của Asahi. Đấy, kẹp Eto của Asahi. Con này thì sẽ có mức giá là 190k một chiếc thôi nhá. 190k. Một chiếc kẹp Eto của Asahi 190k, giá rất là bình dân mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Và mình em bán khá là nhiều con này rồi. Dùng gia đình này. Anh em thợ thuyền dùng con này rất là hợp lý. Đó. 190k một chiếc thôi nhá, kẹp Eto. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái lọ keo dán giày này, lọ keo dán giày dép nha, mình lại tiếp tục về hàng này. Đấy, lọ keo dán giày dán dép nha, rất tiện dụng luôn. Bác nào đang bị giày rách dép rách, các bác mua cho em cái lọ keo dán giày này về. Thì hiện tại em đang bán một lọ keo dán giày này, mức giá sẽ là 20k một lọ nhá, 20k trên một lọ nhá. Còn nếu mà các bác lấy ba lọ thì bên em sẽ tính cho bác là 50k. Ba lọ chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân mà dính rất chắc luôn. Đó, một lọ này sẽ có dung tích là 60mm nhá, 60mm. Đấy, về các bác dùng để dán giày, dán dép nhá. Đấy, thì về các bác tháo nắp này. Ở đây nó có cái đầu ra, nó là cái đầu lỗ kim nên là khi mà các bác giỏ ra, nó rất là dễ này. Đó. 20k một lọ nhá, 20k một cái lọ keo dán giày, dán dép này. Đấy, giày rách, dép rách các bác mua về dán rất ok luôn, đỡ bị vứt đi. Mình tận dụng cái keo này mình dán, mình có thể tái sử dụng này. Đấy, đi lại ok luôn. 20k một lọ keo dán giày nhá. Các bác lấy 3 lọ sẽ có giá là 50.000. Đó, 3 lọ là 50k này. 3 lọ kéo giày là 50k. Lấy một lọ thì là 20k một lọ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái lọ keo dán giày. Đó, rất ok. Cái này dán hay lắm. Giày rách giáp rách các bác về dán rất tiện luôn. Giày bị hư hỏng, đồ vật bị đã để từng bụi vứt đi, hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ốm vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ốm vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai về để sửa chữa đồ vật trong nhà nhé. Đảm bảo chất lượng sẽ không làm anh chị thất vọng đâu ạ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ngoài hàng, đó là cái cây bút điện bên em bán cực kỳ chạy luôn này. Đấy, một cái cây bút điện giá rất là bình dân mà, và tặng kèm thêm pin luôn, hàng chuẩn chính hãng nhá, vỏ bọc các thứ đầy đủ luôn. Báo ra bác luôn nhá, lên mã em sẽ cái cây bút điện đa năng nhá. Bút điện đa năng các bác dùng gia đình, anh em thợ thuyền dùng con này quá ok. Giá của nó sẽ là 20k một cái cây bút điện đa năng này, 20k một cây nhá. Dùng rất tiện dụng luôn. Đèn cực kỳ sáng nhá, và khi các bác mua thì bên công ty sẽ có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa nhá. Còn sẵn bên trong thì đã có pin sẵn rồi nhá, đã có pin sẵn rồi. Đấy, đây. Đèn rất sáng luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đèn rất sáng nhá. Bình thường là những cái bút điện các bác thử nhà đèn nó tối om nhìn rất khó nhìn đây, con này đèn rất sáng luôn nhá. Đấy, các bác thử pha nóng pha nguội này, từ trường này, rồi là kiểm tra đứt dây thứ rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, một chiếc bút điện này với mức giá chỉ có 20.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ, siêu bình dân luôn. Đấy, bình thường những cái shop khác nó cũng bán nhưng mà có khi người ta bán chỉ có 10.000, nhưng mà đấy hàng chưa nổi nhá.
Hàng thứ nhất là không chính hãng, thứ hai là không có pin tặng kèm nha. Đây bên em hàng chuẩn vỏ nhãn hộp đầy đủ luôn, có cả pin tặng kèm nhá. Hàng cam kết bảo hành cho bác luôn. Đấy, chỉ có bút 20.000 thôi nhưng bên em vẫn bảo hành cho bác luôn nhá. Lỗi 1 đổi 1. 20k cho một chiếc bút thử điện nha. Giá rất bình dân đây các bác, cùng xem thực tế với video về cái sản phẩm này đây. Bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không bằng cách ạ. Một đầu dây điện mình chọc vào đầu của bút ạ. Và đầu còn lại mình chọc vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhé. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa. Đó, đây thực tế về chiếc bút thử điện đa năng nhá. Đấy, thử điện rồi là test các chức năng các kiểu rất đa năng luôn. 20k nhá, 20k một chiếc bút điện đa năng này, có tặng kèm thêm pin cho bác luôn nhá. 20k một chiếc này. Con loa gỗ dài con này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi, nghe rất hay luôn. Đấy. À, các bác nghe trong phòng diện tích khoảng tầm 30-40 m², nghe cực kỳ hay. Con này đặc biệt là nghe phòng nghe rất hay luôn nhá. Đấy, nó có thể kết nối với Bluetooth điện thoại để các bác nghe nhạc qua hệ thống Bluetooth, hoặc là có thể cắm thẻ nhớ qua USB đều được nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là loa gỗ dài. Đấy, loa gỗ dài. Đó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là loa gỗ dài này. Đấy, loa gỗ dài. Đó thì sản phẩm sẽ có giá là 250k và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship nhá. Con này nghe rất hay luôn đây. Em sẽ quay chi tiết cho bác và mở test thử bác nghe luôn này, nghe cực kỳ hay luôn nhá. Đó, loa thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vỏ gỗ vân gỗ lên rất đẹp nhá các bác nhá. Đây. Vỏ gỗ vân gỗ lên cực kỳ đẹp này. Đó. Chiều dài của nó là vào là 40 nhá, chiều dài nó vào là 40. Chiều cao chiều rộng là 10 các bác nhá, 40 x 10 x 10. Đó, khá là dài đẹp đây. Đây là những cái màng loa này. Có đây phần trên này, đó phần trên. Vân gỗ lên rất đẹp nhá các bác nhìn này. Đó, có phần chân đế đầy đủ luôn nhá, bốn chân. Các bác dùng để trưng bày decor trước tivi cũng ok luôn, rồi các bác dùng để nghe nhạc các thứ cực kỳ hay nhá. Ở đây thì sẽ có là cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, rồi là một cái cổng kết nối USB nhá. Thì các bác có cái USB các bác cắm vô đây, rồi là có cả kết nối thẻ nhớ này, AUX tai nghe này. Ở đây thì sẽ có nút nguồn này, M chế độ này, tăng giảm nick bài này. Đấy, rồi là tạm dừng này. Đấy thì các bác muốn bật loa lên thì các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì này. Đó, giữ lì. Đấy. Đấy, bắt đầu lên đèn này. Đó, bắt đầu nó kết nối Bluetooth nhá. Khi mà kết nối Bluetooth thì các bác mở cho em điện thoại lên. Các bác vào phần Bluetooth này, bật Bluetooth lên nhá. Đó, các bác đợi chút bật Bluetooth lên. Sau đó là các bác tìm đến cái tên mà nó có tên tên mã loa của nó sẽ là XM520 nhá, đây này. Mã loa tên là XM520 này. Đấy đây, XM520 các bác bấm kết nối này. Đấy, đang ghép đôi đó. Các bác đợi chút này. Đó, đấy, ghép đôi. Ok, ghép đôi thành công nhá các bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ vào nhạc test loa các bác nhá, nhạc test loa này. Nhạc test loa, con này nói chung nghe hay lắm ạ. Nghe cực kỳ hay luôn. Đây để em test cho bác coi. Đây, nghe hay lắm ạ. Nghe âm thanh nó cực kỳ là sống động, mà cái trống chiếc nghe rất chắc luôn. Trống nghe cực kỳ chắc không nhá. Đó. Đây nhá, nếu mà các bác muốn cho to thì các bác giữ lì cho em cái nút đây này. Nút nó chỉ hướng bên tay phải này. Các bác giữ lì nhá. Các bác nghe cái bát nó đánh cực kỳ chắc luôn. Con này nghe bát cực kỳ chắc mà chét nghe đồ đấy luôn nhá. Nói chung nghe rất hay. Giá tầm giá nhưng mà nghe rất hay luôn ạ. Đấy, tầm giá thì nghe rất hay. Đó, các bác kết nối vào Bluetooth để các bác nghe qua Bluetooth. Ngoài ra thì các bác có thể là kết nối với lại thẻ nhớ hoặc là USB đều được. Đấy, rồi là đây là cái cổng cáp sạc nha. Thì đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc nha. Thì bác cắm vô đây. Sau đó là các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác sử dụng cái nguồn 5V ấy, nó có cổng USB ấy, là các bác có thể cắm sạc điện thoại đây, ví dụ như này. Em có đang có mấy cục sạc Samsung và cục này em đang bán đây này, thì các bác có thể cắm vào đây.
và các bác cắm bằng nguồn 220 để các bác sạc cho cái loa này nhá. Đấy, còn nếu mà các bác nào chưa có cái cục này thì có thể mua thêm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc Samsung 2A nhá, hàng của Samsung. Thì cái cục này tại bên em đang bán là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục, nếu mà các bác nào có chưa có thì có thể mua thêm. Còn quay trở lại cái loa thì tại bên em đang bán là 250.000 cho một cái loa gỗ dài này, bao ship cho bác tận nhà luôn. Loa rất đẹp nhá, hình thức cực kỳ đẹp và chất âm nghe cực kỳ hay. Bass căng, check sâu, nghe rất ok luôn. Đấy, vì ở đây nó có một cái khe nữa này, thì các bác có thể để điện thoại đây. Đấy, đây cái điện thoại của em nó hơi to. Đấy, còn điện thoại dạng bé bé là vừa ok luôn nhá, các bác nhá. Đấy, cái khe này các bác có thể để điện thoại ở đây này, rất là ok luôn nhá. Đó, rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là loa gỗ dài nhá, loa gỗ dài 250.000. Đây, em mở to nữa các bác nghe lại một lần nữa này. Đó. Thực tế về cái chất âm của con loa này nhá, nghe rất hay luôn mà cực kỳ là ok. 250.000 một chiếc loa gỗ dài nhá, bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là loa gỗ dài nhá. Ở Singapore, đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao lại làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Luôn, bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá. 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu. Các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này. Đây màu đen này. Đấy, con đây màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè. Về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong các thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok.
màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mà hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo các bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào, đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay năm một cái này. Đó, rất tiện dụng nhá, rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo rồi. 3 ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. À, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn đó. Đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các bác nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các bác móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì của bác giá bình dân là rẻ thôi,
10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Covid cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá. Chuyên dùng cho ổ điện Nhật các nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 thôi nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này, này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm, rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp như này không nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp như này, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em, sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng này các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn, có nhìn đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này, nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá.